thế giới bất ngờ bị ba tên thiên thần khổng lồ từ đâu chui ra đập cho bầm dập te tua, và nhân loại đã phải trả một cái giá khổng lồ mới có thể làm gỏi được ba cái tên to xác kia với vị trí MVP thuộc về Ronaldo. Những tưởng chuyện tới đây là hết, thế nhưng ba tên thiên thần khổng lồ chỉ là khởi đầu thôi, kéo theo sau chúng còn cả một quân đoàn khủng bố hơn nữa kìa. Để thay đổi kết cục toang toác này, Ronaldo đã được trao cho cơ hội nghịch chuyển thời không đảo ngược vận mệnh quay trở lại quá khứ. Ronaldo mang trong mình sứ mệnh cao cả trở nên mạnh hơn để tiếp tục gánh team, trở thành MVP bán muối cho toàn bộ kẻ địch hay lại bị băm ra làm trả một lần nữa. Hãy cùng chúng mình theo dõi hành trình của Ronaldo ngay thôi nào. Đọc truyện hay tại bémèosinh.com. Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực như máu, mưa thì đang rơi xối xả như muốn rửa trôi đi tất cả. Trên mặt đất không phải là thi thể lạnh ngắt thì cũng là mảnh vũ khí tàn tạ te tua. Lúc này chỉ còn một người thanh niên đang chống kiếm mà đứng là thân ảnh còn đứng duy nhất ở giữa chiến trường tan hoang này. Thanh niên nhìn một vòng xung quanh, nhìn tới đâu cũng chỉ thấy những thi thể không trọn vẹn mà cảm thán một câu bên phía nhân loại đã phải bỏ ra một cái giá đắt vãi cả bíp. Ngay cả thanh niên này khi còn đứng là vậy cũng chẳng còn lành lặn nữa. Lúc này một giọng nói vang lên, than thở rằng A Hải Iute đã quá bất cẩn. Mét thanh này khiến người thanh niên giật mình, anh ta lập tức quay đầu về phía âm thanh phát ra mà bắt đầu tìm kiếm. Mét thanh kia vẫn không dừng lại, nó tự dằn vặt bản thân rằng đã không nghĩ tới nhân loại sẽ có một nhân vật mạnh mẽ như thanh niên kia. Thanh niên nguyền rủa nguồn gốc của tiếng nói kia, anh ta không tin được sau khi nhân loại đã bỏ ra cái giá lớn như thế mà cái tên người khổng lồ dưới chân mình vẫn còn chưa có hẹo hẳn. Người khổng lồ A Hải Iute, cái đám này không biết từ đâu tới mà giáng lâm xuống đế quốc vào 20 ngày trước. Ba cái tên người khổng lồ có cánh có sừng kia đã quậy tung cả đế quốc lên, cho tới thời điểm hiện tại thì cái tên bốn sừng dưới chân thanh niên kia chính là tên cuối cùng còn sót lại. Thanh niên đạp thẳng lên đầu tên người khổng lồ kia, sau đó lớn tiếng trách móc rằng bởi vì hắn mà hơn một nửa đế quốc đã thành nghĩa trang, vậy mà cái tên này vẫn chưa lên bảng đếm số đi dùng cái. Tên khổng lồ kia vẫn nhởn nhơ như không có gì cả, hắn nói rằng bản thân sẽ sớm trở lại bên cạnh ngài thôi. Thanh niên kia cảm thấy thế là đúng bài rồi đấy, mấy cái đứa bạn của tên khổng lồ này chắc là đang chờ tên này đến mòn mỏi rồi ấy chứ. Cụ thể thì một tên khổng lồ đã thành món khổng lồ chiên sau khi bị xích long hà hơi thổi ngạt, và một tên khác thì bị cho đi nghỉ dưỡng vĩnh viễn sau khi bị một lão già tên Lo Hôn thực hiện nghi thức phong ấn. Hiện tại cái tên dưới chân thanh niên kia là tên cuối cùng rồi đó, hắn ta cũng nên nhanh chân đi đoàn tụ với các bạn của hắn đi thôi. Cái tên người khổng lồ kia nói cái gì cũng không hiểu lắm, hắn nói người thanh niên này đừng che giấu sự thật như thế chứ. Đám người khổng lồ này có chia sẻ giác quan cùng với nhau, nên là hắn biết rõ để mà tiễn được hai tên đồng bọn của hắn lên bảng đếm số thì nhân loại đã phải trả cái giá chính là sinh mạng của bọn họ rồi. Điều đó có nghĩa là những kẻ được coi là mạnh mẽ như thanh niên này đã không còn nữa. Người thanh niên kia cố gắng cười vào mặt tên khổng lồ, chẳng phải là anh ta vẫn còn sống hay sao? Người thanh niên này đang cố gắng khẳng định rằng bản thân đã vượt xa tên khổng lồ và có thể dễ dàng tiêu diệt nó mà vẫn sống sờ sờ đây còn gì. Tên khổng lồ không cho là như thế đâu, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của thanh niên này cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Rõ ràng là kẻ thù sinh tử, nhưng tên khổng lồ cảm thấy nếu người thanh niên này có thể nhận ra được kỹ năng của bản thân sớm hơn và tập trung rèn luyện cho nó, thì thanh niên này đã trở thành một rào cản mạnh mẽ cho tham vọng chinh phục của đám người khổng lồ này rồi. Người thanh niên kia cũng không thể che giấu nổi nữa, anh ta cũng biết thừa là cái cuộc đời của anh ta thảm hại thế nào rồi, thế nên tên khổng lồ tốt nhất là nên câm mõm lại và hẹo luôn đi. Nhưng mà cái tên khổng lồ này lắm mồm thực sự luôn ấy, hắn ta vẫn không ngừng lải nhải rằng quả thật là người thanh niên này rất mạnh mẽ. Thế nhưng thế giới này chắc chắn sẽ rơi vào tận thế trước sự công phạt của đám người khổng lồ phía sau thôi. Lải nhải đau hết cả đầu, người thanh niên kia không thể nhịn được nữa mà vung kiếm gặt luôn đầu tên người khổng lồ này cho hắn bớt làm ồn lại. Trận chiến ở đây đã thực sự kết thúc rồi, ngoài người thanh niên kia ra thì xung quanh chỉ còn lại là thi thể chất thành núi thôi. Người thanh niên kia nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, khi anh ta vừa mới gia nhập vào tổ đội, bọn họ đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau như thế nào, cho tới hiện tại tất cả những người đồng đội kia đều đã lên bảng đếm số. Đội nhóm của người thanh niên kia tụ tập lại thành một núi nhỏ, tất cả bọn họ đều có cùng một thảm trạng là bị lưỡi kiếm xuyên thủng bụng. Người thanh niên lên tiếng trách móc những người đồng đội của mình sao lại liều lĩnh đến thế. Hà cớ làm sao phải chiến đấu đến chết như vậy. Người thanh niên này mạnh, nhưng đó là do khả năng riêng biệt của anh ta có thể chống lại lên người khổng lồ kia, chứ những thành viên khác làm gì có cái kỹ năng đó đâu cơ chứ. Đám khổng lồ này thậm chí còn có thể miễn sát thương cả kiếm Aura hàng tuyển cửa vương quốc đó. Cũng chỉ có duy nhất kiếm của người thanh niên kia là có thể đánh lại bọn chúng mà thôi, mà vì sao lại như thế thì anh ta cũng không biết đâu. Nếu không phải bởi vì bản thân người thanh niên này có điểm đặc biệt, thì một tập sự như anh ta sao có thể được chiêu mộ ra tiền tuyến như thế. Người thanh niên đau khổ đến cùng cực mà khuỵu xuống nền đất nhuốm màu máu, anh ta không hiểu được bản thân rốt cuộc có điểm đặc biệt nào. Để rồi cuối cùng phải gánh chịu sự cô độc một mình khi tất cả anh em đã lên bảng đếm số hết như này. Đúng lúc này, một âm thanh yếu ớt vang vẳng bên tai người thanh niên, khiến anh ta giật mình nhìn lên. Mét thanh kia tiếp tục vang lên nói rằng bản thân bị thương nặng nên không thể di chuyển được. Người thanh niên nhận ra được thanh âm này, rõ ràng cô gái kia anh ta cũng có quen biết. Người thanh niên dựa người vào thanh kiếm trong tay, mệt mỏi lê từng bước chân tìm tới vị trí giọng nói phát ra. Anh ta tiến tới gần một tảng đá lớn, ở nơi đó có một cô gái đang dựa lưng vào tảng đá. Người thanh niên cảm thấy may mắn vì vẫn còn có người còn sống sau chiến dịch tiến công người khổng lồ này ngoại trừ mình. Mà cô gái kia còn là tổng chỉ huy chiến dịch Adesan nữa. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Adesan nhưng mà sao người thanh niên này lại thấy ấm áp thế không biết. Không biết tình trạng của cô ta như thế nào, nhưng trước hết là có thể thấy một bên cánh tay của Adesan đã biến mất rồi đấy. Thanh niên kia thế mà còn nổi được hứng trêu đùa cơ đấy, hỏi thăm tại sao tổng chỉ huy Adesan tài ba lại bị bón hành cho te tua tơi tả thế này. Adesan lúc này cũng đang ngạc nhiên không kém đâu, người thanh niên tên Ronan kia, bản thân anh ta chỉ là một hạ sĩ nhỏ nhoi thôi. Không có lý nào cậu ta lại mạnh mẽ đến mức vẫn còn lành lặn thế này sau cuộc chiến chống lại người khổng lồ kia. Mà cô tạm thời không để ý tới cái tiểu tiết này nữa, cô muốn biết tình hình của tên người khổng lồ A Hải Iute kia. Ronan xác nhận rằng cái tên to xác kia đã đi bán muối rồi, chính tay cậu ta vừa mới gật đầu hắn xuống xong. Nếu Adesan muốn kiểm tra thì thi thể của tên người khổng lồ kia cũng cách đây không xa đâu. Adesan nghe được tin tên người khổng lồ kia đã đi bán muối mà như chút được gánh nặng trong lòng, dường như cuối cùng cô cũng đã có thể hoàn thành được một sứ mệnh cao cả ấy. Ronan ngồi lặng im bên cạnh Adesan một hồi, sau đó anh ta mở lời muốn xin cô thực hiện một nguyện vọng của anh ta. Ronan muốn xin về vấn đề xử lý thi thể của những binh sĩ trung thành đã phải ngã xuống kia. Theo như thông thường thì thi thể của những người đã ngã xuống bị thiêu rụi hoặc bị vứt bỏ ở đâu đó. Nhưng lần này, Ronan hy vọng rằng Adesan có thể sử dụng quyền hạn của mình để yêu cầu xử lý thi thể của bọn họ một cách tử tế hơn. Dù sao thì nằm ở kia cũng có cả những người anh em chí cốt của Ronan nữa mà. Cái này thì Adesan không dám hứa chắc đâu, vì hiện tại cô cảm thấy bản thân còn tàn tạ hơn cả Ronan nữa mà, còn không dám chắc rằng cô có thể trụ được tới lúc tiếp viện tới đây. Vậy nên chẳng phải là tự thân Ronan đi trông coi thi thể của đồng bạn sẽ tốt hơn hay sao? Ronan cũng muốn thế lắm chứ, nhưng anh ta biết rõ vị trí của mình trong quân đội là gì và tình trạng cơ thể hiện tại của bản thân là như thế nào. Vừa nói thanh niên vừa ho sặc sụa như người bị lao phổi giai đoạn cuối ấy, sau đó nôn ra một búng máu lớn. Đấy, Ronan dùng thực trạng cơ thể để trả lời cho Adesan hiểu vấn đề luôn, anh ta chẳng tốt hơn cô được bao nhiêu đâu. Ronan có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh trong cơ thể đã chạm đáy rồi, anh ta có thể lên bảng đếm số theo gót đồng đội bất cứ lúc nào. Ronan chỉ tiếc rằng ngày thường anh ta luôn long nhong khắp nơi, chưa kịp làm được cái gì nên hồn cả. Thế xong rồi giờ đã bị ông trời bắt phải xuống lỗ rồi, đúng là bất công quá mà. Adesan hỏi thăm nếu như có cơ hội được sống sót thì Ronan có điều gì muốn làm hay không. Cái này thì Ronan lại có cả núi việc muốn làm luôn ấy chứ. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì điều duy nhất mà Ronan có thể nghĩ tới được đó là được trải nghiệm cảm giác được học hành đàng hoàng trong học viện. Cũng chỉ tại cái tên khổng lồ cuối cùng kia lắm mồm khiến Ronan suy nghĩ mãi về vấn đề này. Mà thực ra thì lý do cao cả hơn nữa đó là bởi vì đấy là nguyện vọng cuối cùng của chị gái Ronan. Cô chỉ mong rằng em trai mình có thể tiến vào học viện. Nhưng mà nghe chừng nguyện vọng đó của chị gái Ronan đã không làm được rồi. Tin tương đối vui chính là chỉ ít phút nữa thôi anh ta sẽ được đoàn tụ với gia đình của mình, nơi chín suối. Adesan khuyên Ronan đừng có nản lòng như thế, ngay khi cơn mưa qua đi chắc chắn đội cứu hộ sẽ tiến hành tiếp viện mà. Nhưng mà khổ lắm cơ, Ronan đã bị liệt vào danh sách mất tích rồi, thì đội cứu viện cũng chẳng ưu tiên cứu trị cho anh ta đâu. Đúng lúc này, tiếng mưa chợt nhỏ dần sau đó tắt hẳn. Cả Ronan và Adesan đều không nghĩ tới là cơn bão này lại tan một cách chóng vánh như thế luôn á. Nhưng mưa tạnh không có nghĩa là điểm tốt, ngay sau đó mặt đất chợt rung lắc dữ dội một trận làm Ronan và Adesan đều giật bắn cả mình. Ronan cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì một vầng sáng từ trên cao đột nhiên chiếu rọi về phía anh ta. Trên không trung, một sinh vật không chắc có thể gọi là thiên thần hay không, nhưng nếu nó là thiên thần thì nó đã là hàng ngũ cao cấp rồi đấy, bởi nó có tới 4 đôi cánh sau lưng liền. Không chỉ dừng lại ở đó, kéo theo sau lưng tên dẫn đầu bát dực kia là vô số tên khổng lồ khác tối thiểu nhất cũng là tứ dực che khuất cả bầu trời. Tràng cảnh vĩ đại này nếu mà người nào không biết còn cho rằng đây là thiên thần hạ phàm cứu giúp chúng sinh các kiểu các thứ ấy chứ. Nhưng với Ronan và Adesan vừa mới trải qua một trận chiến đẫm máu với một đồng loại của những kẻ đang lơ lửng trên không trung kia thì khung cảnh này chính là địa ngục giáng lâm. Ronan không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, anh ta không hiểu nổi cái đám khổng lồ A Hải Iute này mới chui ra từ cái xó xỉnh nào thế. Adesan cũng bất lực, cô không tin nổi ba tên khổng lồ lúc trước mới chỉ là màn khởi đầu mà thôi. Tới cuối cùng thì cô vẫn chẳng thể nào cứu nổi thế giới. Dường như Adesan đã trùng sinh tới 3 lần rồi, vậy mà hiện thực tàn khốc này vẫn chẳng thể nào vượt qua được. Lúc này Adesan chỉ còn một cơ hội cuối cùng, và cô không thể nghĩ ra được cách nào có thể giải quyết được tận thế thảm khốc này. Đúng lúc này, âm thanh quát tháo của Ronan đánh tỉnh suy nghĩ của Adesan quay trở lại với thực tế. Ronan muốn Adesan kiểm soát lại cảm xúc cho tốt vào, tại sao lại phân tâm khi mà quân địch đang ở ngay trước mắt thế này. Ronan muốn Adesan mau dùng siêu năng lực gì đó ném anh ta lên giữa đám thiên thần vừa mới xuất hiện kia. Không phải là Ronan muốn lên cao nhìn đám thiên thần kia cho rõ, mà vấn đề là đứng dưới đất thì kiếm của anh ta không chém tới đám thiên thần kia được. Adesan còn chưa định hình được là Ronan đang muốn làm cái gì đâu, cô không nghĩ tới trong tuyệt cảnh như này rồi mà Ronan vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Rõ ràng là Ronan muốn chiến đấu, kể cả là phải chút hơi thở cuối cùng, thì anh ta cũng quyết tâm phải vặt bằng được cánh của đám thiên thần quỷ quái kia xuống. Adesan chợt nhớ ra, quả thực Ronan chính là con người như vậy, dường như trong từ điển của anh ta không hề có từ bỏ cuộc vậy. Cũng nhờ có sự cố chấp đó của Ronan mà 3 tên thiên thần khổng lồ đi tiên phong mới bị làm gỏi bằng hết. Adesan dường như đã quyết định điều gì đó, cô gọi Ronan quay lại. Ronan còn muốn cục tính kêu Adesan làm nhảm ít thôi, nhưng mà chính anh ta mới là người phải nói ít thôi ấy, bởi hiện tại môi anh ta đã bị Adesan khóa lại rồi còn đâu nữa. Ronan lú như con cú luôn, chẳng có lẽ đây là Adesan muốn trải nghiệm mùi vị nam nữ một tí trước khi lên bảng đếm số hay sao? Nhưng mà Adesan còn không có vô vị đến mức đó đâu, trong lúc môi chạm môi, cô đã mớm cho Ronan một viên gì đó. Ronan rất muốn hỏi Adesan xem cô ta vừa mới cho anh cắn cái gì, nhưng mà hình như là đồ này nó ngấm hơn nhanh hay sao ấy, chưa gì tai Ronan đã ù ù không nghe được gì nữa rồi. Đợi khi có thể nghe lại bình thường, thì Ronan nghe thấy Adesan dặn dò Ronan rằng nếu như anh có thể gặp lại cô một lần nữa, thì hy vọng anh ta có thể ngăn cô đừng lao đầu ra tiền tuyến một cách ngu ngốc nữa có được hay không, hãy cứ ở nhà làm một thợ may an nhàn đi thì hơn. Adesan đã trùng sinh 3 lần rồi, làm không ít việc, duy nhất chỉ có làm thợ may là cô chưa từng thử thôi. Trong lúc Ronan còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, thì tên thiên thần bát rực trên không trung đã tích tụ xung một quả cầu năng lượng chói lòa, bắn xuống biến tất cả thành hư vô. Ronan cũng là một trong số những nạn nhân của đòn tấn công kia, thế nhưng mà mới vừa rồi anh ta đã được Adesan mớm kẹo cho. Ronan tỉnh lại trên một cánh đồng bao la bát ngát, nơi này là Nimbuten, quê của Ronan, tức là anh ta đã trùng sinh trở về quá khứ rồi đó. Cùng lúc đó có thông báo hiện lên, cảnh báo chú ý đặc biệt dành cho hồi quy ngày thứ nhất. Thiếu niên Ronan tìm tới một gốc cây rồi ngồi bệt xuống đó ôm đầu suy nghĩ. Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc lúc trước khi tổng chỉ huy Adesan khóa môi mình và mớm viên vương liệm vào mồm cậu ta. Ronan đã giãy nảy lên vô cùng bất ngờ khi có một vật thể lạ chui vào trong mồm mình. Adesan giải thích rằng thứ mà Ronan vừa mới nuốt xuống là một viên vương liệm có thể giúp Ronan quay ngược thời gian hồi quy tiền kiếp. Cũng là nhờ có khả năng lội ngược dòng trở lại quá khứ này mà Adesan mới có thể từ một cô gái bình thường tích lũy đủ khả năng để ngồi vào vị trí tổng chỉ huy. Adesan cũng dặn dò kỹ càng rằng viên vương liệm kia có thể quay ngược thời gian được 4 lần, thế nhưng mà trước đó Adesan đã dùng mất 3 lần rồi, vậy nên hiện tại đã là cơ hội cuối cùng. Adesan quyết định trao cơ hội trùng sinh cuối cùng lại cho Ronan, cô tin rằng anh ta là nguồn sức mạnh uy tín nhất để làm gỏi đám thiên thần khổng lồ kia. Adesan đặt niềm tin rằng Ronan chính là yếu tố then chốt để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới này, đặt niềm tin vào men là cược đúng kèo rồi đấy. Adesan hy vọng Ronan hãy luyện tập kỹ năng của mình cho tốt vào, được cái là Ronan cũng đang thể hiện ra rằng bản thân là một người luôn chăm chỉ rèn luyện. Adesan nói rằng nếu Ronan thực sự muốn đến học viện để được đào tạo bài bản thì hãy xin học tại học viện Philion. Theo kinh nghiệm của Adesan thì nơi đó tập trung toàn những cá nhân xuất sắc nên chắc chắn sẽ rất có ích cho sự rèn luyện của Ronan. Còn một điều nữa, Adesan hy vọng rằng nếu như Ronan có thể gặp lại cô một lần nữa thì hãy khuyên cô đừng có làm điều gì ngu ngốc mà hãy ngoan ngoãn làm một người thợ may đi thì hơn. 3 lần trùng sinh đã cho Adesan cơ hội để làm rất nhiều thứ cùng sửa đổi rất nhiều thứ, nhưng chưa có điều gì mà cô có thể làm đến cuối cùng được hết. Cụ thể chính là cuộc chiến chống lại đám thiên thần khổng lồ kia, cô đã không thể nào chiến thắng được chúng dù có làm cách nào đi chăng nữa. Ronan vẫn chưa thể nào tiếp thu được chuyện bản thân được trùng sinh đâu ấy, nếu đây chỉ là giấc mơ thì làm ơn hãy để cậu ta tỉnh lại dùng cái. Chứ cứ thế này chắc cậu ta đập đầu đến gãy cả cái cây bên cạnh mất. Mà như thế thì lịch sử sẽ được thay đổi thành Ronan bị bế vào nhà thương điên chứ không phải là đứng trên tiền tuyến chống lại thiên thần khổng lồ đâu. Mà cứ cho là Ronan trùng sinh rồi đi, thì cậu ta vẫn cảm thấy chỉ một mình thì có thể làm được cái quần què gì cơ chứ. Sau một hồi test độ cứng của đầu với cái gốc cây, Ronan thông não hẳn ra. Cậu ta vơ tay cầm lấy khúc cây dài ở bên cạnh rồi nhanh chóng chạy đi. Nếu thật sự đây là quá khứ, vậy thì Ronan có thể gặp lại chị mình rồi. Ronan chạy nhanh trên đường xá tấp nập người qua lại, cậu ta đang không thể chờ đợi để mà gặp lại chị gái một lần nữa. Đúng lúc chạy qua một khu đất trống, Ronan bị thu hút sự chú ý bởi một đám côn đồ đang bón hành cho một cậu nhóc thiếu niên đen đủi. Ronan đã định quay bước bỏ đi bởi cậu ta không có ý định dây vào cái đám rắc rối này làm gì. Ê nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, cậu ta để ý thấy đứa trẻ đang bị treo ngược kia không hề bị treo lên bằng dây, vậy thì chỉ có thể giải thích rằng đã có người sử dụng ma pháp thôi. Với một người trải qua chiến trận như Ronan không khó để cậu ta nhận ra đây là một nhân tài cần thiết trên chiến trường, vậy mà ở vùng nông thôn hẻo lánh này của Ronan cũng có người như thế. Tính tới đây Ronan chợt nhớ tới, có một đám người mà cậu ta quen biết cũng đang ở đây trong khoảng thời gian này. Lúc này ở bên phía đám du côn kia, bọn chúng đã nhờ một cậu nhóc tóc hồng trông hơi tiểu bạch kiểm thi triển ma pháp để treo đứa trẻ trên cây kia. Thực ra cậu nhóc này cũng chẳng muốn làm việc ác ôn này một chút nào, nếu cứ để chuyện này tiếp tục thì sẽ có chuyện xảy ra với đứa nhóc kia mất. Tên nhóc bị treo ngược trên cây kia lúc này đang nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, chỉ muốn xin tha bởi cậu ta không có tiền, tiền thuốc của mẹ cậu là một con số quá lớn. Thế nhưng mà cái tên tóc vàng cầm đầu đám côn đồ kia nào có thèm quan tâm xem mẹ của cậu nhóc này bị làm sao, quan trọng là bọn chúng vơ vét được bao nhiêu tiền cơ. Tên này vung tay lên và lệch cả hàm cậu nhóc đang bị treo ngược, rồi còn nói rằng cậu ta đáng ra nên kiếm được nhiều tiền hơn mới đúng đấy. Sau khi tát vài cú, tên tóc vàng này còn quay đầu lại kêu cậu nhóc tóc hồng sử dụng ma pháp kia kéo cậu nhóc đang bị treo ngược lên tận ngọn cây luôn đi. Cậu nhóc tóc hồng không muốn làm thế đâu, lỡ kéo lên cao quá rồi cậu ta tuột tay thì có án mạng là cái chắc. Nhưng cái tên tóc vàng kia không cho cậu nhóc tóc hồng Azel lựa chọn, hắn ta đe dọa nếu cậu không làm theo lời chúng thì người bị treo lên tiếp theo sẽ là cậu ta đấy. Azel không biết phải làm thế nào, cậu đổ mồ hôi hột bắt đầu suy nghĩ vơ vẩn chẳng có lẽ bản thân học ma pháp là một sai lầm hay sao. Vốn Azel chỉ muốn cho mọi người thấy bản thân cũng có thiên phú riêng biệt mà thôi. Ai mà ngờ được năng lực ma pháp mà cậu ta cho rằng sẽ dùng vào điều tốt đẹp thì lại bị đám côn đồ kia bắt đi dùng làm công cụ bắt nạt những đứa trẻ khác. Azel rất muốn lên tiếng phản kháng rằng bản thân không muốn làm điều bất lương này nữa, chỉ có điều là cậu ta đang rén quá không dám nói ra. Thực sự là giao diện tổng quát của Azel có nét giống con trai thật, nhưng mà nhìn cái biểu cảm của cô cậu này cứ có cái cảm giác cấn cấn thế nào ấy. Azel nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định vẫn phải nói ra tiếng lòng của mình, nhưng mà lời còn chưa nói hết thì cậu ta đã bị Ronan tìm tới gõ cho một cú đau điếng vào sau gáy. Vì Azel bị đánh nên ma pháp mà cậu ta tạo ra cũng bị gián đoạn, để cho cậu nhóc đang bị treo ngược lên kia rơi xuống đất. May mà cậu nhóc cũng bị treo lên không quá cao, thế nên là cú ngã này chỉ hơi thốn thôi chứ chắc là không sao đâu. Cái tên tóc vàng kia nổi khùng lên, hắn ta cảm thấy Azel đang cố ý chống đối lại mệnh lệnh của hắn, còn Azel thì đang rất cố gắng để giải thích rằng bản thân không hề cố ý. Ronan chợt xuất hiện chắn ngang giữa Azel và tên tóc vàng kia, kêu Azel tập trung nói chuyện với mình đi. Ronan mặc kệ tên tóc vàng kia mà hỏi thăm xem Azel học ma pháp dịch chuyển đó ở đâu. Azel giải thích rằng cậu ta học trong một cuốn sách ma chú mua từ sạp hàng rong Á. Điều này khiến Ronan vô cùng ngạc nhiên, Azel chỉ học từ sách ma chú rẻ tiền vậy mà đã có thể vận dụng ma thuật rồi. Ronan ngay tức khắc có thể nhận ra đây là một nhân tài không thể thiếu cho đội quân chống thiên thần khổng lồ trong tương lai. Chợt Ronan nghe được một âm thanh, đó chính là tiếng kiếm ra khỏi vỏ. Tên tóc vàng kia thế mà lại có kiếm thật, và hắn đang cảm thấy Ronan rất chi là tự kiêu khi mà dám không coi hắn ta ra gì. Nhìn cái tên choi choi tóc vàng kia lao về phía mình, Ronan mặt chẳng hề biến sắc mà vẫn điềm tĩnh đánh giá thanh kiếm kia. Cái tên tóc vàng kia có một thân pháp không thể nào phèn hơn, nhưng mà sức lực bản thân hắn không phải dạng vừa, thế nên là tên này vẫn có thể xưng vương xưng bá trong đám choi choi quanh đây. Tất nhiên Ronan là một trường hợp ngoại lệ rồi, cậu ta có thể dễ dàng tránh né được đòn công kích của tên tóc vàng kia. Tuy rằng Ronan đã quay ngược thời gian trở về thời niên thiếu, thế nhưng vẫn có một thứ không hề thay đổi trong cậu ta. Đó chính là trực giác chiến đấu, Ronan vẫn mang theo kiến thức lão luyện của bậc thách đấu khi trùng sinh trở về danh đồng rách này. Tên tóc vàng kia cho là Ronan ăn may nên mới tránh được đòn vừa rồi, chủ yếu là để tự huyễn hoặc bản thân thôi. Ronan lại cũng đùa thật công nhận là bản thân mình hôm nay may mắn thật sự. Cái này làm cho tên tóc vàng kia tưởng bở, hắn ta lập tức kêu Ronan mau biết điều quỳ xuống tạ tội đi. Như vậy thì hắn sẽ chỉ biết Ronan thành dương quá thôi chứ ít nhất thì cậu ta vẫn còn giữ được mạng. Nhưng mà lời nói đùa này không vui đâu nha, Ronan lại chả sợ một tên trai trai quá trời quá đất luôn á. Được cái là tên tóc vàng kia cũng giỏi chơi ngu lắm cơ, lại còn cà khịa sau khi xử lý xong Ronan thì sẽ chăm sóc cho chị cậu ta thật tốt. Vấn đề cái gọi là chăm sóc thật tốt ở đây là chăm sóc cái mông của chị Ronan ấy. Rồi xong rồi con dai chọc máu quái vật lên rồi đấy. Ronan không nhiều lời lập tức vung nhánh cây trong tay với tốc độ khó tin, đánh bay luôn một bên tai của tên tóc vàng kia. Phải mất một lúc thì tên tóc vàng mới hiểu ra vấn đề và bắt đầu ôm chặt bên tai vừa bị gọt đi của mình mà gào thét trong đau đớn. Vậy là từ nay cái tên này chỉ có thể nghe từ một phía mà thôi. Ronan gằn giọng gọi cái tên tóc vàng kia nhìn vào mắt mình đây này, sau đó mặt đằng đằng sát khí hỏi xem tên tóc vàng này có phải muốn đi hít mùi đất sớm hay không. Mấy tên côn đồ trẻ trâu còn lại nhìn tên tóc vàng cầm đầu bị gọt mất một bên tai mà đứng hình, Bọn chúng không nghĩ tới chỉ với một nhánh cây mà có thể tạo ra sát thương như thế luôn á. Ronan đánh tiếng kêu mấy tên oát còn lại đứng làm khán giả như thế là đủ rồi đấy. Nếu mà bọn chúng còn không mau cút về chuồng thì cậu ta cũng không ngại gọt tai chúng luôn. Tất nhiên là muốn rời đi thì nhớ phải để lại số tiền mà chúng vừa mới chấn lột được, cùng với đó là nôn phí tổn thất tinh thần ra cho Ronan, không thì không xong đâu nhá. Mấy ông báo con này bị dọa cho một trận như thế thì làm gì còn can đảm mà tỏ thái độ lồi lõm nữa, đứa nào đứa nấy ngoan như cún con liền. Ronan đoạt lại toàn bộ số tiền mà bọn côn đồ kia chấn lột được rồi trao trả toàn bộ cho cậu nhóc. Số tiền mà Ronan đưa ra còn nhiều hơn cả số tiền mà cậu nhóc bị chấn lột luôn đó. Cậu ta không nghĩ tới rằng Ronan sẽ đưa hết cho mình như vậy. Nhưng mà Ronan thấy không có vấn đề gì cả, cậu ta trưng thu được thanh kiếm thật kia là lời rồi. Ronan cũng dặn dò cậu nhóc kia không cần lo lắng đến vấn đề bị trả thù, cậu ta tin chắc đám báo thủ kia không có gan để mà lượn lờ quanh đây nữa đâu. Trong lúc Ronan và cậu nhóc kia nói chuyện với nhau, thì Azel đứng ở một bên cứ ấp úng mãi. Cậu ta phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được lời xin lỗi. Cậu ta cũng biết bản thân không nên tiếp tay cho đám côn đồ giở trò xấu xa, nhưng mà Azel cũng sợ đám côn đồ kia vãi bíp nên là không dám phản kháng. Thực lòng thì cậu nhóc bị chấn lột kia cũng rất thông cảm cho Azel. Khi mà cậu ta nhìn thấy đám côn đồ dẫn theo Azel tới đây, thì cậu ta đã cảm thấy có lẽ Azel cũng đã bị ép vào tình cảnh chẳng khác mình chút nào. Vậy cho nên là Azel không cần phải mít ướt rồi tự trách bản thân như thế. Sau khi tạm biệt cậu nhóc kia, Ronan mới tập trung sự chú ý lên Azel, cảm thấy cậu nhóc này cũng không tệ chút nào đâu. Ronan nhắc cho Azel nhớ bọn họ còn có chuyện cần phải trao đổi với nhau đấy, thế nên là 4 ngày sau nhóc hạt tiêu Azel liệu hồn mà gặp Ronan ở chỗ này. Azel còn không hiểu vì sao lại phải là 4 ngày sau, nhưng mà Ronan còn đang có việc gấp nên không giải thích kỹ. Tất nhiên là nếu như Azel không xuất hiện thì cứ liệu hồn, Ronan là ác quỷ đó nha. Sau khi cưỡng ép Azel nhớ cho kỹ lời mình dặn, Ronan chạy thẳng một mạch về nhà. Lúc này trên tay cậu ta là một bó hoa, cậu ta muốn tặng nó cho chị mình. Khẳng định là cậu ta chưa từng làm cái điều xến xúa này bao giờ, cho nên là cậu ta mới vừa đi dọc đường vừa tiện tay thấy hoa gì là vặt hoa đó luôn. Đang lúc Ronan quay đầu muốn chạy đi ném quách bó hoa vào góc nào đó không tặng nữa cho đỡ ngại, thì cửa nhà đột nhiên mở ra, chị gái của Ronan đã nghe được tiếng cậu ta bên ngoài nhà mà mò ra xem xét rồi. Nhìn thấy gương mặt thân yêu của chị gái, ký ức về kiếp trước của Ronan lại bùng lên. Cậu ta đã từng tự hỏi rất nhiều lần khi cậu ta đi lính, rằng không biết phải nói gì khi gặp lại chị mình một lần nữa đây. Cậu không biết phải xin lỗi chị gái vì đã bỏ nhà đi mà không lời từ biệt, hay là phải nói rằng bản thân nhớ chị gái vãi ò, nhưng cuối cùng khi có cơ hội để được gặp lại chị gái một lần nữa, thì những lời Ronan đã biên soạn từ trước chẳng thể thốt ra được chữ nào, mà cậu ta chỉ có thể cố khống chế cảm xúc báo cáo bản thân đã về rồi đây. Chị gái của Ronan cảm thấy ngạc nhiên đến phát khóc luôn đó, cô cảm thán không ngờ tới là bản thân còn có thể sống được tới ngày em trai mình bật mốt xến xúa tặng hoa cho mình luôn. Cảm xúc đang lên thì Ronan tỉnh bơ hỏi thăm chị mình bao nhiêu tuổi luôn, tình chị em thắm thiết giữ luôn á. May mà Irene dễ tính không dỗi cho đấy, em út cái kiểu gì mà lại quên được cả tuổi của chị thế này. Dựa theo tuổi hiện tại của Irene, Ronan có thể dự tính còn khoảng 10 năm nữa thì đám thiên thần khổng lồ sẽ mò tới, tất nhiên đấy chỉ là lý thuyết thôi. Irene không biết được những chuyện Ronan đang nghĩ trong đầu, mà chỉ quan tâm lo lắng có khi nào thằng em trai yêu quý của mình bị sốt cao quá quên cả chị gái hay không. Cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của chị, Ronan chỉ ước gì khoảnh khắc yên bình này có thể đóng băng lại mãi. Thế nhưng điều đó là không khả thi rồi, để trong tương lai có đủ năng lực bảo vệ chị gái cùng cả thế giới này, Ronan buộc phải tranh thủ cố gắng từng phút một. Ronan tâm sự với Irene rằng cậu ta muốn gia nhập học viện. Lời này vừa nói ra khiến Irene hào hứng không nhịn được, tự nhiên thằng em trai lại chăm học thế cô phải chốt ngay kẻo Ronan lại đổi ý. Irene vội vàng chạy vào góc nhà sau đó lục tung hết đồ đạc lên rồi lôi ra một cái vại siêu toa khổng lồ. Bên trong cái vại đó, Irene đã để dành rất nhiều tiền chỉ để đợi tới ngày này. Irene sẵn sàng cốp tiền học cho Ronan luôn, chỉ cần cậu ta không đổi ý, Ronan rất là biết ơn người chị luôn nghĩ cho mình. Nhưng mà cậu cảm thấy số tiền này Irene vẫn là giữ lại mà dùng đi thôi, bởi vì chỗ này còn chưa đủ đóng học phí đâu. Irene không hiểu lắm, số tiền cô tích góp được cũng kha khá đó nha, dư sức cho Ronan đi học ở bất cứ trường nào rồi đó. Vấn đề là trường mà Ronan theo học không nằm trong cái khái niệm bất cứ trường nào kia, cậu ta muốn theo học Học viện Hoàng gia Filion cơ, cái trường nghe tên tuổi thôi đã thấy đậm mùi tiền rồi. Học viện Hoàng gia Filion là viện giáo dục tiên phong tốt nhất trên toàn đế quốc. Nơi đây tập trung những giáo sư có tiếng tăm nhất toàn lục địa, cùng với nguồn quỹ đầu tư vô cùng khổng lồ đến từ các gia tộc của đế quốc. Nơi này có thể khẳng định là nơi trao cho các học viên có được cơ hội giáo dục tốt nhất, là nơi có thể mệnh danh là lò đào tạo ra các anh hùng hàng đầu. Có thể kể tới như Đại tướng Adesan, bậc thầy kiếm sư Sullivan và vô vàn những cái tên nổi trội từ anh hùng cho tới tội phạm hàng đầu. Những kẻ bước ra từ Philion đều là những chủ lực trong cuộc chiến chống lại thiên thần khổng lồ. Đó là lý do vì sao Adesanya đã gợi ý cho Ronan theo học tại học viện này. Thì với cái việc mà tiêu chuẩn đầu vào của học viện này khó như săn sale hàng limited cùng với khoản học phí khổng lồ thì học viện Philion nổi tiếng cũng phải thôi. Nhưng rõ ràng là Ronan có thể cảm nhận được cái sự cấn cấn của Irene khi nghe cậu ta nói sẽ vào Philion. Cũng không biết là do thiếu tự tin về việc đóng học phí hay là thiếu tự tin về trình độ của Ronan đây. Nhưng mà Ronan cảm thấy chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì cả, cậu ta sẽ tự mình xử lý hết thôi. Ronan vác theo cái ba lô bự tổ chảng lững thững đi trong đêm trăng, tìm tới gốc cây mới gõ đầu mấy tên côn đồ vài ngày trước đó. Azel đã đứng đợi ở đây từ lúc nào rồi, cậu ta rõ ràng là sợ Ronan sẽ gõ đầu nếu như không đến, thế nên là rất ngoan ngoãn đứng đợi sẵn ở đây từ trước. Thực chất thì Ronan cũng không ác đến mức đó đâu, nhưng mà Azel đã xuất hiện ở đây rồi thì Ronan có vài thứ cần kiểm tra cậu ta đây. Ronan kéo chiếc ba lô trên lưng xuống, sau đó yêu cầu Azel dùng năng lực tâm linh của cậu ta lên người mình. Ronan muốn Azel kéo mình lên cao nhất có thể với khả năng điều khiển từ xa của cậu ta. Azel không hiểu vì sao Ronan lại yêu cầu chuyện này, nhưng mà cậu ta cảm thấy nó quá mức nguy hiểm, mà nguy hiểm thì Azel không muốn làm, hoặc chính xác hơn là rén không dám làm. Ronan không cho Azel được ý kiến, muốn biết có nguy hiểm hay không thì cứ phải thử đã mới biết được chứ. Muốn lấy được mạng Ronan đâu có dễ như vậy. Ronan đã đảm bảo như thế rồi thì Azel nào ý kiến được gì nữa cơ chứ. Cậu ta ngoan ngoãn khởi động mana trong cơ thể, sau đó thi triển kỹ năng bàn tay vô hình. Một luồng mana tràn ra từ cơ thể Azel, sau đó cuốn tới bao bọc xung quanh Ronan và từ từ nhấc bổng cậu ta lên khỏi mặt đất. Ronan ngay lập tức có thể tưởng tượng ra cảm giác mà năng lực của Azel mang lại cho cậu ta y hệt với cái hồi chiến đấu với thiên thần khổng lồ. Trong trận chiến với đám thiên thần khổng lồ A Hải Iute kia, chính là nhờ năng lực bế bản thân bay lên cao này mà Ronan mới có thể solo ngang tầm mắt với bọn chúng. Theo như Ronan biết thì năng lực tâm linh như của Azel đang sở hữu này là một loại năng lực hiếm có trong hàng ngũ pháp sư. Điều này đồng nghĩa với việc Azel là một nhân tố quan trọng để hỗ trợ trong trận chiến bem nhau với lũ A Hải Iute. Với việc Ronan trùng sinh trở về quá khứ và túm ngay được một tài năng như Azel thế này là một khởi đầu rất tốt đấy chứ. Lúc này Azel cũng đã tới giới hạn rồi. Cậu ta hy vọng Ronan đừng có bắt nạt bản thân nữa mà mau xuống đất đi thôi. Xuống thì xuống, nhưng mà trước đó Ronan muốn kiểm tra thêm một chuyện nữa đã. Cậu ta rút kiếm ra và tuyên bố bản thân sẽ tự mình xuống. Azel không hiểu lắm, Ronan đang bị bàn tay vô hình của cậu ta giữ lấy, thì tự xuống cái kiểu gì. Lúc này Ronan giơ cao thanh kiếm trong tay lên rồi chém mạnh vào không khí. Tiếp theo đó cậu ta lộn người rơi xuống mặt đất với một cú tiếp đất 10 điểm trong sự ngỡ ngàng của Azel. Mới vừa rồi, Azel có thể cảm nhận được Ronan đã cắt đứt dòng mana của cậu ta. Ronan cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát đâu, vừa rồi chỉ là một pha nhào lộn cơ bản mà cậu ta đã thực hiện được từ Salaxaler rồi ấy mà. Ý Azel thắc mắc không phải là vấn đề nhào lộn, mà là chuyện Ronan có thể chém đứt dòng mana ấy. Nhưng mà lời giải thích dành cho Azel chỉ có một đấm táng thẳng vào đầu thôi. Ronan cũng chẳng biết vì sao cậu ta lại có thể làm được chuyện này, cậu ta cũng đang muốn tìm hiểu rõ về kỹ năng của bản thân đây. Có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao cậu ta trở thành MVP trong trận chiến với đám thiên thần khổng lồ ở kiếp trước. Tạm thời thì chuyện đó bỏ qua một bên, Ronan bước tới cầm lấy một chiếc ba lô rồi ném cho Azel, rồi kêu cậu ta đi cùng mình làm một phi vụ nho nhỏ. Ronan tự tin đây có thể chính là khởi đầu cho những trang sử sách viết về Ronan vĩ đại đó. Trong lúc hai người cùng tiến sâu vào bên trong khu rừng, Azel phải xác nhận lại một lần nữa có thực sự là Ronan muốn vào học viện Philion hay không. Cái nơi đó là nơi chỉ có các tay to mới có đủ điều kiện gia nhập đấy. Ronan khẳng định là tin chuẩn đấy, bớt hỏi han đi, và Azel cũng sẽ gia nhập học viện đó. Azel thấy hơi lấn cấn nha, cậu ta cảm thấy với tài năng kiếm thuật của Ronan thì hẳn là sẽ có xuất tiến vào trong học viện Philion, còn bản thân Azel thì chẳng có cái vẹo gì ra trò cả. Ronan không có khuyên giải nhiều tốn nước bọt, cậu ta chỉ muốn Azel xác nhận xem liệu Azel thực sự muốn mãi mãi sống một cuộc sống hèn nhát hay gì. Nếu đó là cuộc sống mà Azel muốn thì coi như Ronan không nói gì cả. Thay vì sử dụng thông não chi thuật thì Ronan lại dùng đả kích chi thuật luôn cho nó chí mạng. Ronan cho rằng Azel là một tên nhu mì yếu đuối hở ra một tí là khóc, luôn sợ thất bại này kia. Từng lời nói cứ như dao nhọn nhắm thẳng tim Azel mà xoáy vào ấy. Nhưng mà hiện tại Azel đang có một cơ hội để mà thay đổi cuộc đời, quan trọng là Azel có nắm lấy hay không. Nếu không thì Azel vẫn mãi là một tên mít ướt và chắc chắn là sẽ hối hận về nó sau này. Phải nói là những lời Ronan nói ra cũng là đúc rút kinh nghiệm xương máu cả, chính cậu ta đã trải qua một cuộc đời như thế trong kiếp trước. Vấn đề là Azel sẽ không có cơ hội để mà trải nghiệm hối hận rồi làm lại từ đầu như Ronan được đâu, nên là lựa chọn cho nó thông minh vào. Phải nói là đả kích chi thuật của Ronan thông thạo bảy rồi đấy nha, không những không làm Azel phật ý mà còn khiến cậu ta cảm thấy đây là Ronan đang quan tâm mật thiết tới mình nên mới nhiệt tình đến thế. Kết quả không cần phải nghĩ, chắc chắn là Azel bị đánh động và muốn đồng hành cùng với Ronaldo rồi. Ronaldo xin ghi nhận sự quyết tâm của Azel, như vậy thì cậu ta cũng sẽ tạo cơ hội cho Azel thể hiện bản lĩnh nam nhi ngay và luôn. Azel nào có ngờ được rằng cậu ta vừa mới bị Ronaldo tẩy não chuẩn bị thu làm tay sai đắc lực đâu cơ chứ. Hai người bọn họ âm thầm tìm tới một nơi đóng trại, nơi này chính là nơi để Azel thể hiện bản lĩnh nam nhi của cậu ta. Mục tiêu mà Ronaldo nhắm tới chính là một đám dạ nguyệt yêu tinh, con mồi quá mức hoàn hảo luôn còn gì nữa. Ronaldo mỉm cười hòa ái tỏ ra bản thân đã lao tâm khổ tứ vì Azel lắm rồi đó, nhưng mà sao cứ thấy cấn cấn ở đâu ấy nhỉ? Dạ nguyệt yêu tinh mà nhóm Ronaldo đang nhắm tới là loài yêu tinh thường thấy ở khu vực quanh nhà cậu ta. Cái đám này có thể được phân biệt một cách dễ dàng so với yêu tinh bình thường, thông qua làn da vàng vì viêm gan cùng cơ thể chơi đồ nhiều đến biến dạng. Đặc tính đặc biệt của cái đám viêm gan này chính là chúng nó có một niềm si mê đến cuồng nhiệt đối với vàng và các thể loại châu báu. Cái đám này thường phục kích thương nhân rồi cướp bóc, sau đó gom góp toàn bộ những chiến lợi phẩm lót được về một nơi rồi tổ chức lễ hội chơi đồ với nhau. Mấy con hàng này chơi đồ cũng phải lựa chọn ngày đẹp mới chơi, cụ thể là vào những đêm trăng tròn như ngày hôm nay vậy. Đó là lý do vì sao mấy hôm trước Ronaldo hẹn Azel đến tận hôm trăng tròn này mới gặp mặt. Lý do mà Ronaldo dụ dỗ Azel tới chỗ này thì không còn gì phải nghĩ nữa, chắc chắn là bọn họ định trộm chỗ châu báu của đám dạ nguyệt yêu tinh kia rồi. Cái việc mà đám yêu tinh viêm gan kia gom góp châu báu lại rồi quẩy với nhau là việc mà Azel chưa từng được nghe tới trước đây. Vậy nên cu cậu rất chi là tò mò vì sao Ronaldo lại có thể biết được chuyện này. Chắc chắn là Ronaldo sẽ không nói ra đây là do kiếp trước cậu ta đi lang thang rồi vô tình bắt gặp được đâu. Tóm lại thì Azel không cần phải xoắn xuýt vào cái vấn đề này làm gì. Trọng tâm là Ronaldo muốn Azel sử dụng năng lực của mình di chuyển toàn bộ số châu báu kia vào hai cái ba lô mà Ronaldo chuẩn bị từ trước là được rồi. Đây sẽ là tiền đóng học phí vào học viện Philion của bọn họ đó. Azel bị Ronaldo kề sát vào mặt thì ngượng ngùng, cũng không biết là cậu nhóc tóc hồng này có thực sự là được dựa không hay là gái chưa phát triển hết nữa. Tóm lại thì Azel rén nhiều chút, cậu ta sợ bản thân mắc lỗi giữa chừng thành ra đánh thức đám dạ nguyệt yêu tinh thì toang. Azel cảm thấy chuyện này quá mức mạo hiểm, bọn họ nên tính toán lại thì hơn. Nhưng mà Ronaldo không có ý định để Azel lâm trận lùi bước như thế. Cậu ta phân tích rằng để vào được học viện Philion có hai thứ mà cậu ta và Azel cần chuẩn bị. Đầu tiên là tiền đâu, chắc chắn là bọn họ cần chuẩn bị cốp đủ tiền cho mức học phí đắt đỏ của học viện. Thứ hai chính là kinh nghiệm thực chiến, học viên tiến vào Philion học tập toàn là con nhà quý tộc được đào tạo từ khi mới lọt lòng. Thế cho nên là muốn vượt qua được mấy người đó để mà vào học viện thì Azel cần xác định một tinh thần liều mạng mà tích lũy kinh nghiệm thì mới so bì lại được. Và hiện tại thì đám yêu tinh viêm gan kia chính là đối thủ hết sức hoàn hảo khi mà chúng sẽ cho hai người Ronaldo và Azel cả tiền và kinh nghiệm. Nói đến thế rồi thì Azel cãi thế quái nào được nữa, cậu ta chỉ có thể cắn răng mà làm thôi. Từng món đồ trang sức quý giá dưới sự điều khiển của Azel nối đuôi nhau bay vào trong ba lô mà Ronaldo chuẩn bị sẵn. Nhìn mặt Azel gồng lên để mà điều khiển năng lực của mình tấu hề vãi, nhưng mà phải ghi nhận rằng cu cậu đã rất cố gắng rồi. Còn về phần Ronaldo ấy mà, nếu cứ theo tiến độ này thì cậu ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng đếm tiền thôi, mọi chuyện đã có Azel lo hết còn gì. Phi vụ thành công chót lọt, Ronaldo và Azel đã khoáng sạch châu báu của đám yêu tinh kia trong khi chúng vẫn đang say giấc nồng. Để mà nói thì Ronaldo cũng không quá đặt niềm tin vào Azel đâu, nhưng mà cậu ta thích ứng nhanh hơn Ronaldo nghĩ đấy. Trong khi Azel đang vui vẻ tận hưởng chiến thắng đầu tay cùng với sự khích lệ đến từ Ronaldo, cậu ta làm sao mà biết được trong đầu Ronaldo chỉ toàn là ý nghĩ đen tối, cảm thấy đã túm được một tay sai đắc lực cơ chứ. Vàng bạc châu báu đã chất đầy túi, tiếp theo chỉ cần Ronaldo và Azel nhẹ nhàng đánh bài chuồn là được rồi, tốt nhất là nhanh cái chân lên trước khi rắc rối lại tìm tới. Thế nhưng rắc rối mà không xuất hiện thì lại mất vui, lúc này ở một bên khác có hai tên thanh niên đang dí sát theo một con chim. Bất ngờ là con chim kia lại có thể cất tiếng người và yêu cầu hai cái tên trời đánh kia đừng có mà đuổi theo mình nữa. Con hàng đặc biệt như này thì làm gì có chuyện hai tên thanh niên kia bỏ qua được cơ chứ. Sẽ chẳng có gì là to tát về việc gào thét yêu cầu đối phương đừng đuổi theo mình, nếu như một chim hai người kia không có ở gần vị trí của nhóm Ronaldo. Tiếng gào thét trong đêm kia đã đánh thức một con dạ nguyệt yêu tinh, nó lập tức ngó quanh xem là thằng quần què nào đang gào rú giữa đêm hôm khuya khoắt thế kia. Thế xong rồi ánh mắt của nó chạm tới cái dương châu báu rỗng tuếch ở phía xa. Và thế là hết, con yêu tinh này lập tức gào lên báo động cho đám đồng bọn về việc châu báu bị mất cắp, cả đám viêm gan bắt đầu nháo nhác ngó nghiêng xung quanh. Akun, sự chú ý của đám yêu tinh viêm gan đã va phải vào hình bóng rón rén của Ronaldo và Azel. Đám yêu tinh viêm gan nhanh chóng xác định mục tiêu, ngay lập tức chúng hùa nhau vồ tới như bầy chó dữ vậy. Đối diện với đám yêu tinh đang trở nên cuồng nộ, Azel sợ đến mức rớt mịa tim ra ngoài, còn Ronaldo thì cầu nhau cảm thấy bản thân kiểu gì cũng phải vận động một tí mới được hay sao ấy. Azel run lẩy bẩy như cầy sấy, gợi ý Ronan nên ném đống châu báu lại rồi bỏ của chạy lấy người đi thì hơn. Nhưng mà Ronan không có ý định bỏ qua số châu báu này đâu, nó là học phí cho cậu ta và Azel vào Philion đó, thế cho nên là chỉ có thể trách đám yêu tinh kia đen đủi thôi. Đáng lẽ ra đám này không nên thức dậy thì tốt rồi, chứ còn như hiện tại thì chắc là đám này sẽ được Ronan đặc cách tặng cho một giấc ngủ ngàn thu luôn. Mặc kệ đám yêu tinh đang bổ nhào đến, Ronan còn bận check thử thanh kiếm trong tay cái đã. Với cái thứ hàng chợ mua theo cân này thì thanh kiếm trong tay Ronan chắc chỉ đủ cho cậu ta chém được 15 nhát là gãy. Mặc dù đám yêu tinh có khoảng 30 tên đấy, nhưng mà để chém đám này thì cậu ta không cần đến 15 nhát kiếm đâu. Ronan tra kiếm vào vỏ một lần nữa, sau đó ngay khi vài con yêu tinh chạy trước sông lại đủ gần, cậu ta rút kiếm ra vạch một combo cơ bản xin nhẹ ba cái đầu yêu tinh để khai vị trước đã. Một pha triple kill vô cùng gọn gàng tới từ vị trí của kiếm sĩ thông thạo 7 Ronan. Azel vốn đang gào cái mồm lên cũng phải câm nín lại luôn, cậu ta còn chưa hiểu vì sao mấy con yêu tinh kia lại đầu lìa khỏi cổ luôn á. Ronan đã chém xong nhát kiếm đầu tiên, bắt đầu đếm ngược 14 nhát kiếm còn lại thôi nào. Tắt chế độ hòa bình, đã đến lúc Ronan bật chế độ đồ sát lên rồi. Trong đêm khuya thật thanh vắng, có tiếng quạ vang lên. À thì bên cạnh đó chắc còn có cả tiếng lưỡi kiếm của Ronan xuyên qua đầu một con dạ nguyệt yêu tinh nữa. Cả đám yêu tinh viêm gan kia đã bị Ronan làm gỏi hết rồi, tính ra thì dăm ba cái con hàng này chẳng thể nào làm gì được cậu ta cả. Azel ngồi phệt dưới đất thì trợn mắt nhìn chân chối, cậu ta còn chưa định hình xong là có chuyện gì vừa mới xảy ra đâu. Vừa mới đây thôi, Azel đã chứng kiến Ronan mở màn bằng một pha triple kill gọt đầu của ba con yêu tinh chạy tới gần nhất. Về phần đám yêu tinh chạy phía xa thì chúng còn chưa kịp tiến lại đây thì Ronan đã biến mất. Tiếp theo đó là cậu ta tung ra tuyệt kỹ Alpha phiên bản Ultra Plus là lướt liên tục trong tích tắc, chặt đám yêu tinh viêm gan còn lại thành vài khúc còn đang lăn lóc khắp mặt đất kia kìa. Nếu Azel mà biết bản thân vừa được chứng kiến kỹ năng của kiếm sĩ từng chém cả đầu của thiên thần khổng lồ trong tương lai thì chắc là cậu ta phải cảm thấy vinh hạnh lắm luôn á. Ronan phải quay lại kêu Azel bớt tâm hồn thả theo mây gió đi, quái cũng đã bị băm ra hết rồi, nhấc cái mông lên đi về chứ còn định ngồi đấy ăn vạ tiếp hay gì. Trên trường trở về, Ronan than thở đúng là cái số gánh tim từ bé, chuyện gì cũng phải đến tay. Vốn tưởng đây là một chuyến du lịch vui vẻ, ai mà ngờ được cậu ta phải vận động đến mỏi như cả tay chân thế này. Mới chỉ chém có mấy con yêu tinh phèn phèn mà cơ bắp của Ronan đã đòi đình công thế này rồi. Mà cũng đúng thôi, lúc này cơ thể của cậu ta mới chỉ đang ở độ tuổi thiếu niên còn chưa phát triển hết, làm gì đã trâu bò được như thời kỳ đỉnh cao của kiếp trước cơ chứ. Ronan cảm thấy về nhà phải tăng cường luyện tập thể chất hơn mới được, chứ kỹ năng xịn mà sức lực cơ thể không thi triển ra được thì cũng vứt. Azel lúc này mới nhớ tới cái tiếng thét oan nghiệt hồi nãy đánh động đám yêu tinh dậy, nhưng mà Ronan cũng không biết được là cái âm thanh đó từ đâu phát ra đâu. Ronan cũng hơi bị cú máu với cái đứa la hét om sòm lúc nãy đấy nhé, nếu cậu ta mà túm được hung thủ thì tên đó cứ liệu hồn. Lúc này ở xa phía sau lưng hai người Ronan và Azel, một mũi tên ánh lên vẻ sắc nhọn đang nhắm chuẩn hướng của bọn họ. Mũi tên phóng ra nhắm thẳng đầu Azel mà bay tới. Azel có nghe được tiếng động lạ thì cũng quay lại kiểm tra, nhưng chắc chắn là cu cậu không thể nào tránh né kịp rồi. Còn may là Ronan thân thủ phi phàm, đã kịp thời thò tay ra bắt ngang mũi tên hiểm hóc kia lại. Đến tận lúc này rồi Azel mới nhận ra cái thứ mới bay về phía mình là một mũi tên đó, cả đêm nay không biết tim cậu ta đã rớt ra ngoài được mấy lần rồi. Ronan liếc mắt về phía mũi tên bắn ra, thì cùng lúc nhìn thấy thân ảnh của hai tên thanh niên mặc áo đỏ đang bước tới. Một trong số chúng là kẻ vừa mới phóng ra mũi tên kia. Đã thế cái tên này còn diễn sâu làm ra cái vẻ hồi nãy không biết Azel và Ronan là hai đứa nhóc mà tưởng là con quái vật nào đó nữa chứ. Bị người khác gọi là nhóc con khiến Ronan cú vãi ra, cậu ta có trẻ cũng chỉ là trẻ về mặt thể xác thôi, chứ tâm trí kia là của một thanh niên trưởng thành chinh chiến xa trường rồi đấy nhé. Cái tên đã bắn tên kia cười phớ lớ lên xin lỗi Ronan và Azel, nhưng mà mắt của tên này cứ dán vào hai cái túi chứa đầy vàng của nhóm Ronan là sao ấy nhỉ? Nhìn hai cái tên hề này kẻ tung người hứng mà Ronan ngứa mắt, ít nhất có diễn thì cũng phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta dùng cái. Ronan lười diễn xiếc cùng hai tên này, cậu ta bật mốt lạnh lùng một lần nữa và truy hỏi xem hai cái tên kia là ai. Cái tên cầm cung chắc là có lối diễn xuất tốt hơn hay sao mà cứ là người chủ động bắt chuyện suốt. Hắn ta tiến lại gần Ronan với cái vẻ mặt hiền hòa, nhưng mà cái tay hư thì lại lén lút đưa ra sau lưng rồi rút dao găm chém thẳng về phía Ronan. Theo như lời giới thiệu của tên này thì bọn hắn là Caliboro. Chắc thanh niên nghĩ ăn chắc Ronan đây thế nên là không ngại giới thiệu ra môn một phen cho nó chuẩn phong cách mấy tên phản diện cùi mía. Gương mặt đằng đằng sắc khí và hình dáng của con dao găm hiện rõ trong ánh mắt thản nhiên của Ronan. Cậu ta dễ dàng túm được cổ tay đang cầm dao của đối phương, sau đó tặng hắn một cú móc hàm hộc cả máu mồm. Tên còn lại thấy đồng bạn của mình bị táng cho phù mỏ thì gào mồm lên, sau đó cũng rút dao ra lao về phía Ronan. Azel lúc này đã phản ứng kịp, Cậu ta lập tức thi triển kỹ năng bàn tay vô hình của mình khóa chặt cái tên tóc vàng kia lại, đồng thời cảnh báo Ronan rằng có nguy hiểm. Cái tên tóc vàng kia bị bàn tay vô hình thi triển lên người thì khỏi cựa, đã xác định là cá nằm trên thớt rồi. Ronan còn rảnh rỗi quay sang khen Azel làm tốt lắm đó nha, sau đó mới vung chân sút bay con dao trong tay tên tóc vàng kia. Con dao kia bay ra chưa xa thì Ronan đã tốc biến theo nắm chặt lấy nó, sau đó tung liên hoàn chạm về phía tên tóc vàng. Cái tên này mới đầu còn chưa cảm nhận được gì cơ, hắn ta chỉ thấy Ronan đột nhiên xuất hiện ra phía sau mình với con dao trong tay thì đầu còn đang đầy hỏi chấm. Thế nhưng đó cũng là tất cả những gì mà hắn ta còn có thể phản ứng được, bởi sau đó tên này đã bị những đòn chém của Ronan tạo ra băm làm trả luôn rồi. Azel lại được fan sợ tái mét mặt mày nữa, phải nói là cu cậu gan bé như con chuột nhát ấy, hơi tí là sợ. Cậu ta còn rảnh rỗi hỏi thăm Ronan xem cái tên kia hẹo hay chưa nữa. Đùa, Ronan đã ra tay thì làm gì có chuyện đối thủ còn sống, mà cậu ta cũng chẳng có lý do để tha mạng cho kẻ có ý đồ làm thịt mình. Ronan nhắc lại cho Azel nhớ, cái đám này tự nhận là Caliboro đấy. Để mà nói về cái tổ chức này thì chúng là cái đám chuyên săn bắt trộm, bắt cóc, buôn người bla bla, nói chung là không việc ác nào mà bọn này không nhúng tay vào. Caliboro tính ra thì cũng có tiếng tăm, bọn chúng là nhóm tội phạm tàn độc nhất đế quốc này rồi. Ronan vừa cầm dao găm xiên luôn cái tên Caliboro còn lại, vừa nói Azel phải cảm ơn cậu ta mới đúng. Nếu không phải là có Ronan gánh tim ở đây, thì có lẽ nội tạng của Azel đã bị đám này mượn đi bán rồi đó. Nếu đã biết được danh tính của đám này mà còn để chúng sống và phạm tội nữa thì đúng là ngu ngốc, thế nên là Ronan phải vào vai hành hiệp trượng nghĩa thôi. Đang lúc Ronan nhắc Azel nhanh xách đồ lên rồi đi tiếp, thì cái túi mà hai tên Caliboro kia vác theo người đột nhiên cử động loạn cả lên, sau đó còn bay lên không trung nữa. Azel đoán có thể bên trong chứa một con vật nào đó bị đám Caliboro này săn được cũng nên. Ngay khi Ronan mở miệng túi ra, thì một hình bóng lập tức vọt ra khỏi miệng túi. Một con chim xanh mướt mát xuất hiện trước mặt hai người Ronan và Azel. Nhưng mà Ronan cũng ác mồm lắm cơ, người ta là con chim xanh đáng yêu như thế mà anh giai lại nỡ gọi nó là con gà, có con gà nào mà bay được như thế không? Hình như là lần đầu tiên Ronan mới thấy một con chim, à nhầm là con gà màu xanh hay sao ấy, thế nên là cậu ta ngạc nhiên dữ lắm. Nhưng có vẻ như cái việc con hàng trước mắt là con gà mà nó vẫn đang bay phần phật thế kia thì Ronan lại thấy chẳng có gì lạ. Ronan để ý tới phần chân của con chim xanh này, nó đang bị một bộ còng đặc biệt. Theo như ấn tượng của cậu ta thì nó là đồ chơi của đám Caliboro. Còng đi săn của Caliboro có khả năng làm nhiễu loạn mana và hạn chế chuyển động của người bị còng. Thường thì cái còng này khá là hiếm được sử dụng, hoặc là chỉ sử dụng lên sinh vật huyền bí mà thôi. Mà nói như thế, tức là con hàng này là sinh vật huyền bí rồi. Đúng lúc này, phía sau lưng con chim xanh xuất hiện một vòng tròn pháp trận, đồng thời có tiếng nói từ đó phát ra. Cái âm thanh này mới hồi nãy bị nghẽn đường truyền hay sao ấy, mãi mới kết nối được, thế là lập tức gào cái mồm lên. Azel bị dọa cho một phen hú vía, cậu ta còn tưởng là con chim biết nói tiếng người cơ đấy. Cô cậu đang định tận dụng cơ hội ôm Ronan miếng, nhưng mà Ronan tỉnh lắm đuổi Azel té sang một bên liền. Con chim kia thì có thể nói được cái gì cơ chứ, nó là ma thuật truyền tin thôi. Ronan để ý con chim xanh này bay ra ngoài cái là tín hiệu truyền tin hết nhiễu luôn, tức là cái túi kia có thể chặn được mana. Tối nay Ronan kiếm bộn rồi, lại nhặt được thêm cái túi ngon. Ronan thử giao tiếp với người ở đầu bên kia ma thuật truyền tin và thực sự là có thể kết nối được. Đầu dây bên kia là một người tên Varen, hiện tại đang nghiên cứu về sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Mới hồi nãy, Varen đã cố gắng mãi mà không kết nối đường truyền tín hiệu được, làm ông ta còn lo con chim xanh có khi bị đem đi làm chim quay rồi cũng nên. Ronan giới thiệu rằng cậu ta và Azel chỉ là người vô tình qua đường thôi và mới vừa nãy đã va nhau với lũ săn trộm. Đoạn sau như thế nào thì có lẽ Ronan không tiện miêu tả đâu, nó máu me quá mà. Varen quả thực có nghĩ tới trường hợp con chim xanh kia bị săn trộm nhưng ai ngờ nó lại là sự thật, và cũng may mà có Ronan ra tay giúp đỡ. Ronan cũng không cần Varen phải trả ơn gì cả, chỉ là cậu đang không biết phải làm thế nào mới trả con chim xanh kia về cho Varen được, nó đang bị xích lại nữa. Varen gọi con chim xanh kia là mộng điểu, và con hàng này được cái là nhớ nhà khá tốt. Nếu như Ronan thả nó ra, có lẽ là nó sẽ tự biết đường về nhà. Lời vừa mới dứt, con chim xanh cũng chưa kịp định hình vấn đề thì Ronan đã vung một đường kiếm nhanh như chớp chém nát chiếc cùm chân kia rồi. Con mộng điểu này được trả lại tự do thì đã nhận định chắc chắn Ronan vừa đẹp dai lại còn tốt bụng rồi nên là muốn trả ơn lắm, nhưng mà trả ơn kiểu gì lại đi chổng đuýt vào mặt Ronan thế này. Varen phải giải thích rằng có lẽ mộng điểu muốn Ronan nhổ một cọng lông đuýt trước khi nó rời đi. Dựa vào chiếc lông kia thì Ronan có thể được chỉ dẫn để tìm thấy con mộng điểu này một lần nữa, như kiểu là có la bàn chỉ đường ấy. Sau khi Ronan bứt lông xong, mộng điểu lập tức vỗ cánh bay cao. Varen cũng dặn dò rằng nếu như Ronan có đến thăm thì chắc chắn là ông ta sẽ trả ơn hậu hĩnh đấy nhé. Có vẻ như là ngoài cọng lông ra thì Mộng Điểu còn để lại một thứ gì đó vào tay Ronan nữa, chắc không phải là quý quá nên là tặng luôn cho cậu ta một bãi mìn đâu nhỉ. Vài ngày sau, Ronan và Azel mang đống châu báu khoáng được từ đám Dạ Nguyệt yêu tinh đi bán. Một vị thương nhân rất vừa ý với chỗ châu báu mà Ronan mang tới và sẵn sàng trả một cái giá cao. Không chỉ có vị thương nhân kia cảm thấy hào hứng, mà ngay cả Ronan cũng vậy, cuối cùng thì cậu cũng tìm được một thương nhân có lương tâm rồi. Mấy cái tên thương nhân khác toàn gian thương ép mua ép bán thôi. Nhân cái tiện đang có ông chú thương nhân tốt tính ở đây, Ronan thò tay vào túi quần lấy ra một vật phẩm muốn nhờ ông ta kiểm định hộ. Ronan lấy ra một vật trông như quả trứng với lớp vỏ màu mè như giải ngân hà muốn ông chú kiểm định hộ. Tối hôm đó, Mộng Điểu đã để lại quả trứng này vào tay Ronan trước khi rời đi. Mới đầu thấy con hàng này chổng mông vào mặt chủ tọa, Ronan còn tưởng là nó ị lên tay mình cơ, nhưng mà thực chất là nó gửi lại cho Ronan một quả trứng. Chắc Mộng Điểu tính đem con bỏ chợ để cho Ronan nuôi hộ đây mà. Lúc đó Ronan đã thuận tay ném luôn quả trứng về phía tảng đá gần đó. Câu ngạn ngữ lấy trứng trọi đá đã phải xem xét lại sau tình huống này, khi mà tảng đá kia thì vỡ tan tành, còn quả trứng vẫn lành lặn như không có chuyện gì xảy ra cả. Ronan chỉ có thể khẳng định rằng đây là sản phẩm của sinh vật huyền bí thôi, và rất có thể thứ này đáng giá ngàn vàng khó mua đấy. Ông chú thương nhân lúc này cũng vô cùng đăm chiêu, nhìn ngó ngó trông rất chi là nghiêm túc. Ronan còn tưởng pha này mình vớ bở rồi cơ, nhưng mà ông chú kia hỏi cái này có phải phân ngựa hay không đã làm trái tim Ronan tan vỡ. Ông chú kia cũng chẳng thể kiểm định ra được thứ này là cái quần què gì đâu, nhưng mà có lẽ nó là một vật quý hiếm đấy. Không tìm được kết quả thì đành thôi vậy, chứ làm gì có chuyện chim lại ẻ ra phân ngựa bao giờ. Bỏ qua chuyện đó thì Ronan muốn hỏi thăm xem ông chú này có bán sách về Philion hay không. Ronan và Azel đã xác định sẽ thi vào học viện Philion, nhưng tới hiện tại bọn họ vẫn chẳng biết quy chế thi của học viện đắt đỏ đó có cái quần què gì cả. Cái này lại vừa khéo luôn, con gái của ông chú thương nhân này cũng đang chuẩn bị thi vào học viện đó đấy, chắc là cô có thể giúp được Ronan và Azel. Đúng lúc này, cô con gái của ông chú thương nhân cũng trở về tới nơi, và ngay lập tức sự chú ý của cô ta hướng về phía Ronan. Ông chú thương nhân giới thiệu, cô nàng cai tên là Maria, là con gái duy nhất của ông. Nói đến đây tự nhiên Ronan giật mình ngang nha, cậu ta có ấn tượng với cái tên Maria này. Ông chú kêu con gái mau ra chào bạn cái đê, bọn họ là khách sộp mới giao dịch với ông ta xong đó. Nhưng mà Maria không tin lắm, cái bé hạt tiêu Azel kia thì có thể lấy ra được cái gì để mà được coi là khách sộp đây. Azel thì không để ý lắm tới lời nói của Maria, vì cậu ta bé hạt tiêu thật, còn Ronan thì không chắc lắm đâu. Lúc này Ronan đã đi thẳng về phía Maria và xác nhận lại một lần nữa tên cô có chuẩn chưa. Ngoài ra thì Ronan còn hỏi tên đệm của cô nữa, và nó lại cứ phải gọi là chuẩn. Đến đây thì Ronan đã có thể khẳng định Maria giống tới 99% người mà cậu ta biết rồi, nhưng mà vẫn có một chút khác biệt. Thế nên là Ronan hỏi nhỏ Maria một câu cuối cùng. Nhưng mà anh giai Ronan hơi bị vô duyên đấy nhé, lại đi hỏi một cô gái ba vòng đầy đủ thế kia là có kiếm ở giữa hai chân hay không mới giờ chứ. Maria đứng hình mất 5 giây luôn, cô không hiểu bản thân vừa mới nghe được cái quần què gì luôn ấy. Đã thế mặt Ronan còn tỉnh bơ như là vừa hỏi một chuyện rất chi là bình thường ấy. Maria phải định hình lại vấn đề cái đã, sao lại ở dưới của cô ta có quả ớt ré hay không, mày đùa bà đấy à? Ronan còn chưa chịu thôi, lại còn trầm ngâm nhận xét là có vẻ như Maria không thể nào có cái đó được. Vậy có khi nào lão thương nhân kia còn có một đứa con rơi con vãi ở chỗ nào đó mà lão không hề hay biết hay không? Đang lúc suy tư thì Ronan nghe được tiếng gió, có một thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ bàn thờ chuẩn bị va chạm với mặt cậu ta rồi đây. Bàn tay của Maria không gì có thể cản nổi, thần tốc bay tới rồi và lệch mặt Ronan luôn. Những tưởng là cú tát này tiễn Ronan đi thẳng vào khoa chấn thương chỉnh hình, nhưng mà không, cú tát này lại khiến cậu ta giác ngộ ra được một điều gì đó. Cú tát chuẩn xác từ lực tới góc độ này, cả cảm giác thân thuộc này nữa, chắc chắn là Ronan đã tìm đúng người rồi. Cô nàng Maria trước mắt chính là bá tước Maria Sen mà Ronan quen biết trong kiếp trước. Khi Ronan còn là một kỷ luật binh đóng quân tại Akmalen, anh giai Maria Sen chính là người phụ trách quân trang ở đây. Ronan với Maria cũng tính là anh em trên bến dưới thuyền được đấy, bởi Maria có một tính cách vô cùng cởi mở và có thể hai ba dô với bất cứ ai mà không ngần ngại. Có thể nói Maria là một người đáng ngưỡng mộ, nhưng mà anh ta cũng có những khoảng thời gian cục súc vãi nổi. Đó là mỗi khi anh em tụ họp lại so kiếm với nhau, thì Maria lại trở nên nóng giận bất thường. Và anh ta còn có một hành động hết sức khó hiểu, đó là tát phù mỏ Ronan ngay tại chỗ. Vốn Ronan còn chưa hiểu cái quần què gì, và cậu ta đã định khi có thể gặp lại Maria thì chắc chắn cậu ta sẽ truy hỏi cho rõ nguyên do. Đáng tiếc là trận chiến với A Hải Iute đã tiễn tất cả lên bảng đếm số trước khi có cơ hội. Ai mà ngờ được, Ronan lại có thể tìm ra câu trả lời lúc này cơ chứ. Hóa ra người anh em trên bến dưới thuyền Maria của Ronan lại là một người con gái. Lúc này Maria ở đối diện không biết được Ronan đang nghĩ gì. mà chỉ thấy cậu ta cười mỉm thì còn cho rằng Ronan rất chi là hứng thú với trò đùa khiếm nhã của mình nữa, thế là định vả cho Ronan thêm mấy cú cho cậu ta tỉnh ra. Nhưng mà nấy là đủ rồi nhá, có thích được đằng chân lân đằng đầu không? Ronan lại gõ đầu cho ngáo luôn bây giờ. Tuy rằng Maria là con gái thật đấy, nhưng mà kiếp trước cô có thể hóa trang thành con trai không ai nhận ra là có lý do của nó. Và lý do đó là cô chiến vãi ỏ, Maria không chịu thua, dùng thiết đầu công húc muốn rớt cái cằm Ronan ra luôn á. Thế là hai con người này không thèm để ý hình tượng nữa, lao vào túm tóc véo tai, cào cấu bấu xé nhau liền. Ông chú với Azel đứng ở một bên mà lú cái đầu luôn á, chẳng hiểu sao hai người này lại bem nhau được. Một lúc sau, Azel lại lú nữa, cậu ta không thể nào hiểu nổi rốt cuộc là Ronan với Maria có phải đánh nhau đến cái độ chạm nhầm dây thần kinh luôn rồi hay không. Rõ ràng mới vừa nãy hai người bọn họ bem nhau như kẻ thù không đội trời chung, thế mà hiện tại lại đã có thể hòa hợp bàn bạc với nhau được rồi. Maria đang đánh giá những vật phẩm mà Ronan giữ lại không bán cho cha cô, nó gồm 3 thanh kiếm và một cây gậy phép. Ronan cần đến 3 thanh kiếm thì cũng không phải cậu ta muốn cosplay Zorro hay gì đâu, chỉ là cậu ta có hơi phá của một chút, phải phòng hờ không lỡ kiếm gãy thì hết đồ chơi. Tính ra thì trong 3 thanh kiếm cũng chỉ có thanh làm từ hắc thiết là ngon nhất thôi, nó khá là cứng cáp nên các hiệp sĩ thường săn đón đồ chơi này. Maria không biết là Ronan có thể phá của tới mức nào, nhưng mà cô cho rằng cậu ta không thể đánh gãy luôn thanh hắc thiết kiếm đâu. Về phần đũa phép thì Maria có thể khẳng định rằng nó không phải là đồ phù hợp với Ronan rồi, trông anh ta chẳng có tí gì giống pháp sư cả. Nói như vậy thì chắc chắn là cái đũa bé bé kia để dành cho Azel chơi chứ còn gì nữa. Khi Maria được biết rằng Azel có thể sử dụng ma pháp điều khiển từ xa thì vô cùng ngạc nhiên. Nếu như mà Azel thể hiện tốt không chừng cậu ta còn có thể thu được học bổng luôn ấy chứ. Maria quay trở lại câu chuyện của Ronan, cô muốn biết cậu ta sẽ thể hiện kỹ năng nào trong bài thi thực hành. Để có thể tiến vào Philion thì thí sinh cần phải gây được ấn tượng cho các giáo sư và cho họ thấy kỹ thuật của thí sinh trong bài thi thực hành mới được. Bài thi lý thuyết thì cũng khoai đấy, nhưng mà không thể nào so sánh được với bài thi thực hành đâu. Tóm lại là Maria muốn nhắc nhở Ronan rằng nếu cậu ta không có gì để làm điểm nhấn trong bài thi thực hành thì tốt nhất là nên từ bỏ việc tiến vào học viện đi. Cái này đối với Ronan rất là rắc rối nha, cậu ta cảm thấy một kiếm sĩ giỏi chỉ cần có kiếm thuật tốt là được rồi còn gì, bày vẽ ra nhiều chuyện thế không biết. Để mà nói về phần thể hiện của những người khác thì đa phần quý tộc sẽ thể hiện ra bí kỹ gia truyền của bọn họ, còn những ứng viên khác thì thể hiện ra kỹ thuật chiến đấu với mana của bản thân. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, Ronan không hiểu mana là gì, sao kiếm sĩ cũng liên quan đến mana rồi. Maria mới là người cần phải khó hiểu ở đây ấy, để vào được học viện Philion thì rõ ràng là kiếm sĩ phải biết dùng mana chứ còn gì nữa. Ronan đầu đầy hỏi chấm nha, Maria đang nói cái quần què gì thế không biết. Trong đầu Ronan đơn giản hóa rằng mana là thứ tương tự với aura chứ còn gì nữa. Maria câm nín luôn, cô không nghĩ tới bản thân đang phải nói chuyện với một tên chẳng có tí kiến thức cơ bản nào, vậy mà còn dám nghĩ tới chuyện thi vào học viện Philion cơ đấy. Thôi tốt nhất là không cần nói nữa, Maria cảm thấy tốt nhất là Ronan nên ra ngoài trải nghiệm thực tế cho hiểu vấn đề luôn đi thì hơn. Maria cũng tiện tay mượn tạm đôi đòn kiếm của Ronan, chứ kiếm của cô thì đang để ở tiệm rèn rồi. Cái này Ronan không đồng ý nha, lỡ gãy kiếm thì như nào. Maria lại không cho rằng chuyện đó có thể xảy ra được đâu, còn nếu có thì cô đền gấp 3 cho Ronan là được chứ gì. Maria tự tin lắm, cô tuyên bố bản thân sẽ huấn luyện đặc biệt cho Ronan cơ mà. Mana là cội nguồn của sức mạnh tự nhiên, nó như một loại không khí tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể sử dụng được nó. Để sử dụng được mana thì người sử dụng phải cảm nhận được mana trong cơ thể và nó cần có sự chuyên cần tập luyện cùng với tài năng thiên bẩm mới được. Các thí sinh thi vào Philion đều đã có thể điều khiển mana và bọn họ còn luyện xong phong cách sử dụng mana của riêng mình nữa. Thế cho nên là trong mắt Maria thì Ronan là một tên mù kiến thức trầm trọng, đừng nói là cảm nhận, ngay cả phân biệt mana và aura Ronan còn chưa làm được nữa là. Maria giải thích rằng mana và aura có sự khác biệt nhất định. Aura là sức mạnh thiên bẩm mà ngay cả những thiên tài mạnh mẽ nhất cũng phải mất cả chục năm đổ máu rèn luyện thì mới rèn giũa ra được. Nói đến khô cả mồm rồi nhưng mà Ronan vẫn chẳng hiểu mịa gì cả. Ronan cũng đã gặp không ít người dùng cả mana và aura trước đây, luôn kiêu ngạo nghĩ bố mày là nhất. Công nhận là mấy cái thứ này cũng có chút phiền toái, nhưng mà Ronan chỉ cần băm đối thủ ra thì có sở hữu mana hay aura thì cũng trở thành thi thể cả mà thôi. Thay vì cứ nói lý thuyết suông, Maria quyết định bem nhau với Ronan luôn cho cậu ta dễ hiểu. Ronan còn đang nhàn nhã đánh giá rằng Maria cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi mà thôi, thế nhưng mà cậu ta hơi nhầm rồi đấy. Maria trẻ tuổi, nhưng cô là thứ dữ đấy chứ không vừa đâu. Maria tốc biến lao thẳng về phía Ronan, khiến cậu ta phải đánh giá lại một phen rồi. Kiếm của Ronan và Maria va chạm vào nhau, sau đó Ronan dùng sức hất Maria lùi về phía sau. Ronaldo có chút bất ngờ đấy. Dù còn trẻ nhưng sức lực của Maria mạnh mẽ bất ngờ và cô lại còn theo trường phái song kiếm nữa. Ronaldo không chắc liệu đây có phải là một chiến pháp mana hay không nữa. Về phần Maria thì cô cũng đang bất ngờ không kém đâu. Vốn cô có ý định kết liễu Ronaldo chỉ trong một chiêu duy nhất, vốn là cô có ý định cho Ronaldo thấy được sự áp đảo của mana để Ronaldo bỏ bài kiểm tra vào Filion. Thế nhưng mà cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi đó. Hiện tại chính Maria mới là người đang bị Ronaldo áp đảo và oánh cho tối mắt tối mũi. Cô không thể nào tin nổi đây lại là kỹ năng của một kẻ không thể dùng mana luôn á. Trong lúc Maria còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Ronaldo bất chợt lên tiếng nhắc cô đừng có mà phân tâm là bị cậu ta chẻ đôi ra luôn đó. Ronaldo sau khi hất kiếm của Maria ra thì bắt đầu vào thế, cậu ta không quên nhắc nhở Maria tốt nhất là đừng có mà chặn đòn đánh tiếp theo, mà nép qua một bên tránh đi thì hơn. Một kiếm với 100% công lực của Ronaldo bổ thẳng xuống, may mà Maria kịp thời nghe theo Ronaldo mà né qua một bên, thế nên là cô nàng chỉ bị đánh bật ra xa mà thôi. Sau khi ổn định lại, Maria phải công nhận là nếu cô không tránh kịp đòn đánh vừa rồi thì đúng là toang đấy, Ronaldo không phải dạng vừa đâu. Ronaldo cũng công nhận là ngoài tài năng sử dụng mana ra thì kiếm pháp của Maria cũng rất tốt, chỉ là trọng tâm cơ thể còn chưa vững lắm thôi. Nếu như Maria có thể khắc phục được vấn đề này thì cô có thể phát triển một bước dài luôn đó. Maria thấy Ronaldo có ý định rời đi thì lên tiếng ngăn cản cậu ta lại, trận chiến đã kết thúc đâu mà nghênh ngang bỏ đi như thế. Ronaldo không quan tâm là Maria cảm thấy không thể thua được hay gì, chỉ cần cô giữ đúng lời hứa nhớ đền bù đầy đủ là được rồi. Ý là đền bù thanh kiếm bị gãy ấy, bởi vì thanh kiếm trong tay Maria đã bị tan thành mảnh vụn luôn rồi còn đâu nữa. Maria quê một cục, rõ ràng là có ý định dạy dỗ cho Ronaldo một bài học ai ngờ lại bị cậu ta bón hành cho. Còn may là Agel tiến lại gần cô, sau đó mắt tỏa sáng khen ngợi Maria đã làm rất tốt rồi đó. Nhìn bóng lưng của Ronaldo và Agel rời đi, Maria không thể hình dung nổi Ronaldo và Agel rốt cuộc là đến từ đâu mà toàn thứ dữ thế này. Ngày hôm sau, Ronaldo tìm tới thương đội chỉ để lấy tiền bồi thường của Maria thôi, nhưng mà rõ ràng là cô còn bonus cho cậu ta và Agel một thứ gì đó nặng đô lắm. Đúng là nặng đô thật, là sức nặng của kiến thức đó. Hai cái túi để đựng châu báu của Ronaldo lúc này đã chứa đầy sách bên trong. Đó là những gì cần phải học để chuẩn bị cho bài kiểm tra lý thuyết của Filion mà Maria đã tự tổng hợp đó. Maria cũng chẳng có âm mưu gì đâu, chỉ là cô thấy kết Ronaldo và Agel rồi đó, hai nhân tài này mà không vào được Filion thì phí lắm. Vốn Maria còn muốn gia sư tận tình cho hai người Ronaldo cơ, nhưng mà đoàn buôn của cha cô phải rời đi rồi nên là đành chịu thôi. Sau khi tiễn Maria rời đi, Ronaldo cảm thấy trong khoảng thời gian trước khi đi thi này cậu ta cần rèn luyện cái cơ thể yếu đuối của mình thêm nhiều chút nữa. Đồng thời cũng phải học hành tử tế chứ chẳng thể nào nhờ tổ tiên gánh được pha này. Vậy là cuộc sống của Ronaldo sau khi về nhà lại cập nhật thêm một số thứ nữa. Cậu ăn dùng chị gái Irene, ăn như hạm luôn. Ăn uống bổ sung đủ chất thì Ronaldo bắt đầu đi săn quái quanh ngôi làng để tăng cường sức mạnh và khả năng thích ứng của cơ thể. Nói là đi săn chẳng bằng nói là càn quét thì đúng hơn đó. Quanh ngôi làng của Ronaldo sạch bong kinh kít chẳng còn bóng dáng con quái vật nào nữa luôn. Bên cạnh đó thì Ronaldo cũng chịu khó ngồi vào bàn học bài, một điều không tưởng với cậu ta trước đây. Nhưng mà kiến thức cần học nó cũng lạ lắm, không thiếu những cái thứ tào lao không hiểu học có tác dụng gì luôn á. Một tháng rèn luyện nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến được giai đoạn drama nở rộ. Tại thủ đô của đế quốc, thành phố Valon, trung tâm của thủ đô chính là nơi học viện Filion đóng đô. Nơi này có thể chốt bằng một câu là vừa to vừa đẹp, hơn xa ngôi làng nhỏ của Ronaldo và Agel nhiều. Ronaldo kêu Agel bớt nhìn trời nhìn đất nhìn mây đi, còn lang thang ngắm cảnh nữa là muộn bài kiểm tra đó. Có vẻ như là cả tháng vừa qua Agel không gặp Ronaldo, thế nên là khi gặp lại cậu ta ngơ luôn. Chỉ trong một tháng mà Ronaldo cứ như ăn bột tăng trọng ấy, cậu ta đã đô con lên nhiều lắm rồi. Ronaldo đấm đầu Agel bớt chuyển từ nhìn khung cảnh sang nhìn cậu ta đi, nhanh cái chân lên còn đi thi nữa. Ronaldo thầm nghĩ tới được Filion này chắc là có thể gặp được kiếm thánh Sliefan. Cậu ta là hậu duệ của Grancia, một gia tộc kiếm thuật danh tiếng, được coi là thiên tài mạnh nhất đế quốc rồi đó. Tuổi của Sliefan cũng xem với Ronaldo nên là khả năng cao sẽ va chạm ở chỗ kiểm tra thôi. Đúng lúc này Agel nhắc Ronaldo là còn giữ cái đó không? Cái đó ấy là cái lông chim của mộng điểu ấy. Ronaldo có mang theo đấy, vì cậu ta nhớ chủ nhân của con chim xanh kia cũng ở Valon này. Vốn Ronaldo định sẽ đi gặp người kia sau khi kiểm tra xong, nhưng mà Agel đã nhắc tới thì cứ lấy cọng lông đít của mộng điểu ra check thử vậy. Vậy mà cọng lông kia có tác dụng thật nha, nó dựng đứng lên như một chiếc kim chỉ nam sau đó hướng thẳng mục tiêu lên tầng cao nhất của tòa tháp trước mắt hai người Ronaldo. Lúc này ở trên đỉnh cao nhất của tòa tháp, chủ nhân của con chim xanh kia đang càm ràm về việc phải làm giáo sư, có khi ông ta nên sủi về làm nghiên cứu thôi còn đỡ hơn. Lúc này mộng điểu đậu lên vai người đàn ông, sau đó líu lo lên như thể cổ vũ ông ta gồng mình lên đi. Đừng có mà làm biếng ông già kia, Ông mà làm biếng thì lấy đâu ra tiền nuôi tôi các kiểu các thứ. Người này là giáo sư động vật học của Philion, Warren. Và đặc biệt hơn nữa, ông ta là một bán thú nhân, chủng loài nhân sư. Warren tính ra mở cửa sổ cho nó thoáng, chứ không khí trong phòng ngộp vãi bíp. Thế méo nào khi ông ta vừa mở cửa ra, thì đập vào mắt ông ta là một khuôn rất chi là kinh dị của Ronan. Cậu ta thì thoải mái rồi, vẫn còn nhàn nhã đánh giá một nhân sư một chim trước mắt cơ mà. Chỉ khổ cho Warren với Mộng Điểu, cả hai bị Ronan dọa cho một phen hãi hùng khiếp vía muốn rớt mịa cái nết ra ngoài luôn á. Warren gào cái mồm lên gầm một tiếng, sư tử hống nghe qua cũng hoành tráng phết đấy. Thế nhưng mà không có cảnh sư tử cùng nộ hung bạo các kiểu các thứ đâu. Chỉ có cảnh một nhân sư một chim nhỏ quắp lấy nhau run lẩy bẩy đối diện với những vị khách bất ngờ xuất hiện trong phòng thôi. Tưởng nhân sư như nào, hóa ra cũng chỉ là Hello Kitty thôi. Warren đang không hiểu bằng cách nào mà hai người Ronan và Azel có thể mò lên phòng qua đường cửa sổ như đạo trích được luôn. Rõ ràng đây là tầng cao nhất của tòa tháp đó. Ronan thì chẳng để tâm lắm, lúc này tai cậu ta còn đang ong ong vì tiếng gầm của Warren đây này. Warren ôm chặt Mộng Điểu vào lòng, lo sợ hai người Ronan rất có thể là săn trộm mò tới tận đây để mà bách Mộng Điểu đi. Nhưng mà khi Warren định thần lại thì mới để ý tới cọng lông trong tay Ronan. Tới đây thì ông chú sư tử này khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây liền. Có thể sở hữu cọng lông đuýt của Mộng Điểu, vậy thì chỉ có thể là những cứu tinh đã giải thoát cho con chim xanh này thôi, chứ còn là ai trồng khoai đất này được nữa. Thế là thái độ của Warren thay đổi 180 độ liền, vội vàng mời Ronan và Azel ngồi xuống làm hớp trà ăn miếng bánh ngay và luôn. Warren cứ xin lỗi vì đã thất lễ mãi, nhưng mà ổng nào có tội tình gì đâu, tính ra thì phải trách ông thần Ronan ấy. Ai bảo cậu ta kêu đi thang bộ tốn thời gian với cả mỏi chân, đòi Azel kéo hai người bay lên cửa sổ của căn phòng nóc tòa tháp, thành ra mới dọa cho Warren với Mộng Điểu hú hồn hú vía đấy chứ. Đấy đã báo thủ lại còn chơi kỳ, bị Azel bóc trần sự thật ra thì Ronan ngay lập tức thò tay ra bóp mồm chặn họng cậu bạn của mình lại. Ronan đá chủ đề mượt như cách anh Si đá bóng vậy, lập tức chuyển qua việc tò mò thân phận nhân sư của Warren liền, đã thế lại còn là giáo sư của học viện Philion nữa chứ. Warren cũng bất ngờ không kém đâu, ông ta không nghĩ tới ân nhân của mình lại chính là thí sinh tham gia khảo thí nhập học năm nay. Nếu như ổng mà biết trước thì hai người Ronan và Azel đã có được tấm thư giới thiệu từ Warren rồi, như vậy có tính là gian lận không nhỉ? Warren cũng nhiệt tình quá cơ, nhiệt tình đến cái độ của mồm luôn. Ổng kêu nếu như hai người Ronan có thi trượt hôm nay thì để ổng giúp. Ronan xin từ chối nhận cái phương án này của Warren luôn á, cậu đến đây là có việc muốn nhờ đây. Ronan thò tay vào trong quần, ý lộn là trong túi quần, lấy ra quả trứng lúc trước, sau đó hỏi thăm Warren xem cái thứ đồ chơi này là cái gì, là sản phẩm của con chim xanh kia đó. Warren đúng là dân chuyên, nhìn phát biết ngay thứ này là trứng Mộng Điểu, chả có lẽ còn có thể là cước Mộng Điểu hay gì. Nhìn Warren tỏ ra vô cùng ngạc nhiên đối với quả trứng trong tay, Ronan lấy làm lạ, chim để trứng là đúng bài còn gì nữa. Có một cái vấn đề mà Warren phải nói thẳng, đó là ông ta không thể chắc được trứng Mộng Điểu có thể nở ra cái thứ gì. Đúng như thông thường thì trứng chim phải nở ra chim rồi, nhưng mà Mộng Điểu nó đặc biệt hơn nhiều chút. Trứng Mộng Điểu sẽ tùy thuộc vào mana hấp thụ từ môi trường xung quanh mà nở ra hình thái khác nhau. Ví dụ như trứng được ấp ở nơi có dung nham thì trứng sẽ nở ra phượng hoàng lửa. Đoạn trước tính ra vẫn là trứng chim nở ra chim, nhưng đoạn sau mới là đoạn lấn cấn này. Nếu trứng chim Mộng Điểu được ấp trong tổ quái vật thì nó sẽ hóa thành quái vật, nhiều khi còn chẳng có lấy một tí liên quan gì tới loài chim nữa luôn. Warren có thể phân tích mana xung quanh trứng Mộng Điểu để đưa ra kết luận liệu rằng hình thái khi nở ra của nó là cái giống gì. Thế nhưng quả trứng trong tay Ronan có quá nhiều trường mana hỗn tạp nên là Warren chịu đấy, chả có lẽ lại phải dùng xác suất thống kê hay sao? Ronan nghe xong lú như con cú luôn, cậu ta chất vấn Mộng Điểu đi bay với anh giai thuộc loài nào mà tòi ra cái thành phẩm khó đoán thế không biết. Warren lúc này có một yêu cầu, đó là ông ta hy vọng Ronan có thể tiếp tục chăm sóc quả trứng chim kia, đã chót làm bảo mẫu rồi thì làm tới cùng đi chứ còn gì nữa. Ronan cũng không có vấn đề gì, cơ bản là tới hiện tại quả trứng kia cũng chẳng gây ra rắc rối gì cả. Warren bộc bạch rằng trứng Mộng Điểu hiếm lắm đó, vì cả đời nó chỉ sinh đúng một trái trứng thôi. Warren đoán nếu Mộng Điểu đã quyết định để Ronan đổ vỏ, vậy thì chắc hẳn là cậu ta phải có gì đó thu hút nó dữ lắm. Warren tôn trọng lựa chọn của Mộng Điểu, hoặc có thể là ổng không muốn rước cái con báo con còn chưa biết là cái giống gì kia về nhà, nên là cứ để cho Ronan trông coi cho chắc ăn. Mục đích của Ronan khi tìm tới đây cũng đã đạt được rồi, thế nên là cậu ta chuẩn bị cắp mông té đi thì đây. Warren vội ngăn Ronan lại đợi thêm xíu nữa, ổng vừa nhớ ra có một thứ khá hay ho và có sức hút có thể lấy ra để tặng cho hai người Ronan coi như là quà đáp lễ. Ổng đưa cho Ronan và Azel một cuộn giấy, nói rằng nó sẽ rất có ích cho việc bọn họ ấp nở trứng Mộng Điểu đấy. Hồi lâu sau, tại trường kiểm tra thực hành của học viện Philion, các ứng viên đã ngồi chật kín trong phòng ngay ngắn chờ đợi tới lượt bản thân tiến vào phòng kiểm tra. Một cậu thiếu niên tỏ ra rất chi là hồi hộp đã bị réo tên vào phòng kiểm tra, ngay sau cậu ta là lượt của Ronan rồi. Lúc này Ronan chẳng có gì là lo lắng cả, chỉ thấy nhàm chán vãi vì bị bắt đợi rõ là lâu. Còn may là Maria cũng ở đây để mà bầu bạn với Ronan đấy. Cô nàng này hôm nay diện một bộ trang phục rất chi là chỉnh chu luôn nhé. Tất cả là để làm màu thuận tiện cho việc đánh bóng hình ảnh sau này còn kéo khách về mua bán với cha mình đó. Maria chỉ tiếc là bé hạt tiêu Azel không có ở đây thôi, vì hội trường khảo thí ma pháp ở một bên khác. Lúc này cậu thiếu niên thi trước Ronan đã bước ra ngoài với một bộ mặt chắc chắn là toang rồi. Giám thị đọc số báo danh gọi tên Ronan tiếp bước tiến vào trong phòng thi. Maria chúc Ronan làm bài thi thuận lợi, làm không ra gì là cô đấm đấy. Gì chứ thi thực hành thì Ronan tự tin có thừa nhé. Tiến vào trong phòng thi, đối diện với Ronan là 5 vị giám khảo quyền lực của phần thi thực hành này. Tất cả bọn họ đều là những giáo sư danh tiếng hàng đầu của Philion. Ronan cảm nhận một vòng cả 5 vị giám khảo và đặc biệt chú ý tới ông lão ngồi chính giữa, cũng chính là hiệu trưởng của học viện Philion, Đại Pháp Sư Crava. Người phụ nữ ngồi kế bên ngài hiệu trưởng cũng tỏa ra một khí chất áo đảo, một khí chất mà trong kiếp trước của Ronan cũng hiếm khi gặp được. Cô ta là đại kiếm thánh Neibiros. Ronan rất lễ phép cúi đầu chào ban giám khảo, hiệu trưởng Crava cũng đại diện lên tiếng đáp lời, sau đó hướng dẫn Ronan có thể thể hiện kỹ thuật của mình thông qua hình nhân ma thuật ngay bên cạnh cậu ta. Kỹ thuật mà Ronan lựa chọn cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu, chỉ là một nhát kiếm thần tốc thôi ấy mà, cậu cho rằng như thế là đã đủ rồi. Hai vị giám khảo ngồi bên trái hiệu trưởng liền đàm tiếu về lựa chọn của Ronan, bọn họ cho rằng cậu ta quá mức khinh thường hình nhân kia rồi. Cái con hình nhân trông tầm thường kia đã được phủ một lớp ma thuật chống lại aura, đồng thời có khả năng hồi phục hơi bị ghê gớm đấy. Bọn họ đã được chứng kiến thiên tài Slytherin biểu diễn rồi, cũng chẳng ăn thua là mấy với con hình nhân kia, thì Ronan có thể làm ăn được gì cơ chứ? Hiệu trưởng Crava ngồi nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện đấy nhé, giám khảo kiểu gì mà lại đi đàm tiếu về thí sinh thế này, mất mặt vãi bíp. Crava đặt kỳ vọng Ronan có thể thể hiện ra được điều gì đó khác biệt, cùng lúc ông ta hướng ánh mắt về phía Ronan thì ông ta đã thấy cậu vào sẵn tư thế chuẩn bị rồi. Hiệu trưởng Crava có thể cảm nhận rõ ràng khí phách của Ronan, ông ta bất ngờ khi cậu mới chỉ là một thiếu niên nhưng khí phách đã như một chiến binh lão luyện xa trường vậy. Ronan nhích cơ thể, sau đó vung một nhát kiếm chém ngang qua hình nhân ma thuật, dư âm từ đòn đánh phát ra đánh động sự chú ý của Neibiros. Hai cái ông giám khảo cười cợt nãy giờ lại đàm tiếu nữa, bọn họ không biết phải chấm điểm cho Ronan thế nào đây khi mà chẳng nhìn thấy điều gì đặc biệt xảy ra cả. Nhưng khi bọn họ nhìn qua hiệu trưởng thì lại thấy ông ta đổ mồ hôi chân trối nhìn Ronan, chắc chắn là ông ta nhìn ra được nhiều thứ hơn hai lão giám khảo cợt nhả kia rồi. Về phần Neibiros, cô trượt phóng thẳng về phía Ronan sau đó vung kiếm kề sát lên cổ cậu ta. Ronan không tránh không né, chỉ lạnh nhạt nói rằng giáo sư Neibiros vừa dọa mình một phen ấy. Neibiros không quan tâm, cô đằng đằng sát khí muốn biết Ronan rốt cuộc là ai và cậu ta học được kiếm pháp từ chỗ nào. Ronan làm ra cái vẻ không hiểu ý của Neibiros hỏi rốt cuộc là có ý gì. Nếu vậy thì Neibiros đổi câu hỏi dễ hiểu hơn vậy, cô muốn biết Ronan có thể nhìn rõ được đường kiếm của mình hay không. Cái này thì có gì là khó đâu, Ronan phải công nhận là kiếm pháp của giáo sư Neibiros rất gì và này nọ đấy nhé. Tư thế rút kiếm thì khó, mà cô trong lúc lướt về phía Ronan còn vung kiếm với tốc độ bàn thờ lên tới 3 lần. Đúng chính xác là 3 lần, tương tự như những gì Ronan vừa thể hiện, nhưng mà trong mắt Neibiros thì cậu ta vừa mới dở ra cái thói kiêu ngạo khinh thường giáo sư đấy. Neibiros khinh bỉ coi chiêu kiếm của Ronan là cái hàng cùi bắp. Cậu ta đã múa với tốc độ ánh sáng hai nhát kiếm đầu, sau đó cố ý chém nhát cuối thật chậm như thể đề phòng các giáo sư không nhìn thấy rõ đường kiếm ấy. Ông thì đúng là có người không nhìn thấy hai nhát chém trước thật mà, ông nhìn thấy hai ông giáo sư cứ cợt cợt nhả nhả kia đang lúng túng đấy à, nhưng mà sự thật là Ronan bị hiểu nhầm rồi. Lúc đó cậu ta chỉ điều chỉnh lực tay vì sợ thanh kiếm của mình có thể không chịu nổi nhát chém cuối cùng thôi, nhưng rõ ràng là cậu có thanh minh thì giáo sư Neibiros cũng sẽ không tin đâu. Neibiros không đôi co với Ronan nữa mà thu kiếm lại, rồi để lại một câu đã nhớ kỹ mặt cậu ta rồi và xoay người về chỗ. À quên còn một việc nữa, mặt cô ta lại đằng đằng sát khí tuyên bố sẽ đích thân dạy dỗ lại Ronan, quả này cậu ta tiêu thật rồi. Hiệu trưởng nhìn giáo sư Neibiros ngồi phịch xuống ghế mà đổ mồ hôi lạnh, bà cô này chắc chắn là muốn túm cổ Ronan làm đệ tử rồi. Ông ta tuyên bố bài kiểm tra có thể kết thúc với một câu hỏi cuối, là đề mở nên là Ronan cứ thoải mái mà chém gió thôi. Hiệu trưởng Crava muốn biết Ronan muốn đạt được điều gì khi tới học viện Philion, nghe như kiểu nhà tuyển dụng hỏi ứng viên em muốn điều gì ở công ty ấy. Ronan nhớ lại quá khứ trước khi tìm được câu trả lời thích hợp cho ngài hiệu trưởng. Cậu ta cảm thấy bản thân chỉ muốn cố gắng hết sức để không phải hối hận, đó là điều Ronan muốn học đầu tiên. Để mở trả lời cũng mở luôn, không biết là hiệu trưởng Crava hiểu câu trả lời của Ronan thế nào nhưng nhìn biểu cảm của ông ta thì rõ ràng là cũng kết thí sinh tiềm năng này rồi đó. Sau khi Ronan rời khỏi phòng, hiệu trưởng cũng tự cảm thấy khó nhằn đây, ông ấy không biết phải dạy Ronan kiểu gì bây giờ. Cái ông giáo sư quần chúng ở một bên từ đầu đến cuối như người thừa. Phần trình diễn của Ronan đến mức độ nào mà hết Navy Rose Gim đòi nhận làm đệ tử rồi lại đến cả hiệu trưởng tính toán trực tiếp dạy dỗ Ronan thế này. Ông ta không hiểu là Ronan mới trình diễn kỹ thuật gì cao siêu lắm hay sao. Hiệu trưởng cũng không biết phải nói như nào, thôi thì cứ công nhận là kỹ thuật đi cho dễ hình dung. Hai ông giáo sư làm nên đến lúc này mới chừng mắt nhìn ra vấn đề khi mà hình nhân ma thuật đã bị đòn tấn công vừa rồi của Ronan chém bay đầu luôn rồi. Này thì sức hồi phục cao với chúng tôi à, ở bên ngoài, Ronan cũng đang nhớ lại đường kiếm của bà cô Navy Rose hồi nãy. Cậu ta có thể thấy được cho dù có là đỉnh cao trong kiếp trước, cậu cũng không thể chắc kèo nắm được phần thắng khi solo với bà chằn kia. Giáo sư Navy Rose không phải là đối thủ xứng tầm với Ronan, mà đó là cả một ngọn núi lớn đòi hỏi cậu ta còn phải cố gắng nhiều mới vượt qua được. Điều này khiến Ronan càng thích học viện Philion hơn rồi đấy, chắc chắn là cậu ta có thể học được nhiều thứ ở đây đây. Về phần bài kiểm tra viết, thì Ronan đã ôn cả tháng nay rồi, dăm ba bài thi chỉ là muỗi thôi. Nhưng mà muỗi cũng có muỗi rít, muỗi rát nhé, xem chừng là Ronan bị con muỗi này bem vỡ mồm rồi. Ronan còn làm không hết một nửa đề, thế nên là quả này toang rồi bu em ạ. Công nhận là Ronan có đọc tài liệu, nhưng mà phần tài liệu trọng tâm thì cậu ta lại quên mất không có đọc ấy mà. Maria cũng cạn lời luôn, thần đằng như Ronan thế này mà vẫn tồn tại được luôn á, nhưng mà cũng không thể chỉ chết Ronan mãi được. Maria khích lệ bài kiểm tra thực hành vẫn quan trọng hơn, thế nên chắc là không sao đâu. Lúc này chân tòa tháp nơi diễn ra kiểm tra xuất hiện một vòng ma pháp lớn, sau đó kết quả được hiện lên trước tất cả thí sinh. Phải công nhận là hiệu suất làm việc của các giáo sư Philion năng suất thật đấy. Azel đã được nhận vào khoa ma pháp rồi, thậm chí điểm lý thuyết của cậu ta còn là hạng một luôn đó. Maria cũng đã có tên trong danh sách khoa võ thuật, văn võ song toàn đều ở hạng 9 cả. Hai người mừng rớt nước mắt, cuối cùng thì bọn họ cũng đã đỗ vào học viện Philion rồi. Maria rất chi là ấn tượng với hạng thi lý thuyết của Azel, mặc dù còn có hai người cùng hạng, nhưng mà thành tích của Azel thế là đã đỉnh lắm rồi. Đến phần Ronan thì mặt cậu ta dài như cái bơm luôn rồi, tên cậu ta không có trong danh sách, quả này toang thật chứ còn gì nữa. Maria banh cái tròng mắt của Ronan ra kêu cậu kiểm tra cho kỹ vào, chẳng có lẽ điểm lý thuyết lại toang đến thế à, điểm lý thuyết toang đến thế sao? Đúng lúc này, một cột lửa mạnh mẽ bùng lên đánh động sự chú ý của tất cả mọi người, nó là màn bắn pháo hoa chúc mừng thủ khoa đầu vào đó. Một con phượng hoàng lửa xuất hiện giữa không trung, sau đó nó nhả ra một hỏa cầu bắn thẳng vào đầu Ronan. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng Ronan không có bị biến thành cục than đâu, thay vào đó là trên đầu cậu ta xuất hiện một dòng trạng thái đỏ rực. Thông báo rằng Ronan chính là thủ khoa khoa võ thuật với hạng 1 thi thực hành và đội sổ ở vị trí gần 6.000 của phần thi lý thuyết. Đội sổ lý thuyết thì đã làm sao, quan trọng là phần thi thực hành kéo điểm, Ronan trở thành thủ khoa luôn đó. Ronan còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì cậu ta chợt nhớ ra một chuyện. Nếu bản thân xếp hạng nhất thi thực hành, vậy thì cái tên trong đầu cậu ta đang nghĩ đã thua mình rồi, với cái máu hơn thua của tên kia chắc chắn sẽ tìm tới Ronan gây phiền phức cho xem. Quả nhiên nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt ngay, một thiếu niên ăn mặc phong cách quý tộc đang đằng đằng sát khí đứng ngay sau lưng Ronan kia kìa. Ronan rất chi là không muốn phải va chạm với thiếu niên kia theo cách này chút nào, cậu ta chính là kiếm thánh Cillian phần đó. Video của mình đến đây là hết rồi, bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.